nó sậm hơn mà nó chắc thịt hơn. Cái này là cà tím. Cái này là chị làm đầu tiên là chị đâu có cắt ra trước thôi. Tới đâu rồi giờ cắt bỏ luôn hết luôn đúng không? Lúc mà cắt ra là phải có thư ký là mặt sẵn cắt ra rồi. Cư dân mạng lên đồng gì bà hả không? Cá lóc hả Tám hả? Cá lóc bông. Còn cái còn lại là cái gì Tám? Cá lóc thường. Cá thường, cá hông. Rồi cái đó là mỡ của mỡ cá hú. Dạ. Mỡ cá hú ăn vô là hú mắm, mỡ cá hú và đầu cá lóc nha cả nhà. Ô, những cái đồi nổi lên quá trời đẹp. Đó là cá lóc bông. Dạ. Cho chị ăn một con rồi. Đâu, đâu. Cái bông tử nó đã quá ha chị, nguyên cái giờ. Đâu rồi cái mực. Để cho nó quấy mực ra con. Không. Không biết cả. Chặt cái tô đó đi, chồng chặt. Có đều hai tô luôn. Ai hai tô? Ở đây em trai này nè. Một tô ở đây à? Có hai người ngồi mà. Một tô có ăn rồi. Hôm nay có bạch tuộc á, mực này mực đang á chị. Không chị cắt không à. Dao đâu mà bài ra chặt. Không có chặt ai vậy. Quá mê luôn. Nhìn cái miếng heo quay nè, chắc là quay từng miếng ha chị ơi. Quay miếng nó mới ngon. Trộn quá ruột của chị Út á cả nhà, nó thành ra heo quay rất là ngon. Rồi cái bắt đầu xả lợi nhỏ nhỏ. Giòn khú luôn. Cắt mực đổ rồi. Rồi cắt mực luôn. Rồi hai tô quá anh. Rồi. Rồi nhét rồi nhét cũng được. Bà cơ. Đầu mực với lại cái mình. Dạ anh múc cho bớt đi, múc cái thao kế bên đó. Mắm. Ừ, vớt này ra xong rồi thả mắm vào. Rồi vớt cái mắm ra mới bỏ xương vô. Ở trên cái xe đó anh. Bán mình sẽ mở hàng bán tôm. Cho mà bán đắt. Nhớ nha, mở hàng nha, cho bác nó đắt nha. Bà lấy cho tiền bá nuôi chồng nuôi con mà. Nuôi chồng nuôi con được ha Ngọc Hoa, đừng có nuôi trai được rồi ha, đúng không? Ừ. Nhà mặt máy. Ừ. Gọi là nguyên con hả chị? Bà mắm cá nóc còn đủ. Có, mắm lóc xay à. Cá nóc. Không, cá nóc là cái gì ai biết. Chị có nguyên con đúng không? Hồi nấu cái nó gã ra. Đúng rồi. Bao nhiêu bịch chị Út? Ừ. Vậy không biết nữa. Đấy con chị. Đây là chị Út sẽ bỏ mắm vô nha. Để nấu cái cốt mắm cho nó mềm. Nó nhừ ra. Nó rã ra mắm da. Nó rã mắm da mới ngon.
cá linh hả? Cá linh có, cá sặc có, hai thứ. Cái này bao nhiêu lâu không? Cái này cỡ chừng 15-20 phút á, nó rẻ hết mắm ra mình mới vớt cái xương ra. Cá linh, cá sặc hai thứ. Sặc này sặc ngói hả? Đó, trời. Đó, cá sặc nè. Cá sặc là cái thịt nó dẹp dẹp, còn cá linh cái thịt nó tròn quay à. Sao bà không bán cá ngừ đại dương nữa? Mắt cá, mắt của mấy con cá, mấy con mắm á. Nó rẻ hết trơn rồi nè. Đó, xương cá nè, mấy cái xương á. Nhiều lắm, nhiều mắm mới nhiều cà nhiều xương. Nè không? Mấy cái chục. Gần cả chục ký đó. Hồi nãy em thấy là chị còn quá trời bịch đó, ông cổ đây đó nè. Còn bỏ mắm xay vô nữa. Có nghĩa là mắm cốt. Một lần là bỏ rất là nhiều mắm luôn. Vừa mắm nguyên con mà vừa mắm cốt nữa cả nhà. Hèn chi cái nồi nước dùng của chị, nước lèo bữa nào lúc nào cũng ngon. Đậm đà luôn hả chú? Mắm cốt đúng không? Cốt là mắm cốt. Ý là mắm cái cá này là mà nó xay ra cái sặc á, cái gì cái lóc lụa nó xay ra. Bà dắt rồi vậy chi bố? Tiết kiệm, tiết kiệm. Cái giai đoạn cuối cùng và tuyệt mật của bố. Chưa bao giờ mà chia sẻ với ai trên mạng fan. Từ cái này là xả, còn cái kia là bả chơi ngải nè, bả quất nguyên một ký ngải vô luôn. Ngải vậy mà hả, ai hỏi bà có chơi ngải không, bà nói không. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Bây giờ Ngọc đang ở chỗ chị Út nha cả nhà, ở số 61 của công chúa Ngọc Hân. Ngày hôm nay thì là ngày thứ ba đúng không chị Út? Ngày hôm nay thứ ba là chị Út sẽ bán món bún mắm nha cả nhà. Bún mắm đầu cá lóc nè. Hôm nay hình như là đầu cá lóc Ngọc chưa quay cho cả nhà, với lại phần đó là cái mỡ cá hú là mình có quay rồi đúng không? Đó, đây là chị bày tất cả ở đây luôn, rất là mê nha. Một tô là 65.000 đầy đủ hả chị Út? Còn đầu cá lóc thì chị Út bán làm sao? Đầu cá lóc thường thì 30, đầu cá lóc bông thì 60. Dạ, có nghĩa là riêng hai ca hai loại, cá lóc bông, cá lóc thường. Dạ. Đầy đủ là có heo quay, tôm, mực. Chạy ra đây, đây làm gì? Đi chạy ngủ đi. Tôm, mực. Chả cá. Rồi có thêm nữa là khổ qua cà ớt nha cả nhà. Trời ơi, mở cá hú khi mà bỏ vô cả nhà thấy nó nổi lên nhìn cùng bờ đồng mình. Nhìn nó đã đúng nín luôn cả nhà. Đó, đầu cá lóc là chị cũng mới bỏ, vừa bỏ vô. Đã ha chú? Nó hơi bình bình cái má hả? Rất là nhiều thịt. Cái tô bệnh phải không? Bún mắm là sẽ có tôm, mực nha, chả cá nha cả nhà. Rồi có cà ở trong nước lèo. Khổ qua cà ớt và với lại khổ qua với cà ớt là dùng chả nữa nha cả nhà. Không bớt không?
đẹp quá trời luôn. Bài đó. Rồi, tô là 65.000 nha cả nhà, đầy đủ 65.000. Tô này của em đầy đủ không em tô nữa. Hai bịch nước rồi làm đi. Rồi. Qua tour 6 bịch. 6 với 3 là 9, lại 9 bịch. Cơm với ớt không à? Đây. Vừa tôm, vừa heo quay, rồi vừa chả cá luôn ha. Bởi vì nhiều người ta tưởng làm mặt chứ đâu có. Cô làm bán là không có làm mặt, mình thấy không? Còn con nào cũng bự luôn. Con thấy tô 50.000 rồi cũng rất là nhiều luôn. Dạ. Tôm nhiều rồi, rồi còn thịt đâu này kia nó quá trời luôn. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Cả nhà hôm nay Ngọc đang ghé lại chỗ cô Chính ở chùa Kim Cương nha cả nhà. Địa chỉ ở đây là 108 20A của Trần Quang Diệu nha. Phường 14, quận 3 ở đây nè, ăn quay phím. Đây nè, cô Chính hôm nay có mấy cái này bự bự nè, mình quay cho nó dễ nè cả nhà. Đó có số điện thoại của cô Chính luôn nha. Mỗi ngày là cô Chính bán một món. Ôi trời ơi ngon quá vậy cô. Dạ. Mà nó giòn ha, cái này nhìn nó giòn khú. Da đâu sắc xinh luôn thịt. Ê, ê, giòn ngon. Mê quá trời. Miếng vừa phải ha, vừa nạc, vừa mỏ nhẹ, xong rồi có phần da giòn đó cả nha. Nên nó rất là hấp dẫn luôn. Nóng khổ nhưng mà nóng mà thật. Nghe giòn khú luôn. Cái này là mà heo quay mình đặt mối đó. Đặt mối giờ mới đem qua đó không? Nãy sáng là có tưởng cô nghỉ. Hôm qua cô đi về trễ, có tưởng cô nghỉ. Còn đâm ra giờ mới đem trễ. Thơm quá nè, thấy cô mới sắc đã thơm quá. Nóng hổi luôn á. Mà nó cũng vừa á, cô vừa nè, vừa mỡ, vừa ba rọi đó. Con nào mấy cũng bự chứ không phải một con mà mình làm mặt. Ê, cô nghĩ nữa, hết hồn. Nó sống. Con sợ ổn. Ồ, nó sống đó, nó nhảy. Nó sống. Con nào mấy tôi thấy không bự quá trời. Một cái tô rất, một cái tô cái tổng hợp lại rất là chất lượng cô ha. Trời ơi con tôm bự. Bởi người ta tưởng mình làm mặt chứ thật không có đâu, con thấy không? Tôm nó bự vậy. Sáng cô làm không có kịp lột á. Giống như là giờ hôm nay ăn thấy như sao là mốt lại ăn trang vậy đúng không? Vậy luôn não chưa? Cô đâu biết con lợi đâu, cô nghĩ dạ. Cô bán bún mắm không có lợi. Dạ. Cô không mua làm mặt chi mà sướng vậy thằng Phú nó lợi cũng là lợi tự nhiên luôn á. Đúng rồi. Cô biết đâu. Thế kiểu như bữa nào mà cảm thấy là muốn quay lại cái quay lại cô. Quay lại chứ. Phải quay ăn luôn á. Cô đâu có quay, cô đâu có làm mặt cô đâu. Nhiều người ta cũng nói hả? Cô bán là mình làm đâu đó. Hủ tiếu Nam Giang cũng vậy. Trời hết hồn. Hủ tiếu Nam Giang mọi người thích lắm nha cô. Thích lắm. Thích lắm luôn. Hủ tiếu Nam Giang giờ này cô bán đông lắm. Cô làm hủ tiếu khô cũng đông lắm. Đó còn đây không? Cô bán bây giờ mười mấy ký cơm. Làm ra giờ này cô bán được á. Cũng nhờ tụi con. Không nhưng mà phải giờ cô bán ngon thì mới lâu được cô, đúng không? Khách ít có ăn lâu không là phải là cô. Xong á, cái bọc nó là xong rồi ha. Chết luôn.
qua wow, cái tuổi cô quá trời quá đất luôn. Bây giờ trưng lên thì nó mới đẹp nhất nè cả nhà. Hồi nãy là tại ngay cái bọc. Đó, mê chưa? Trời ơi. Vừa tôm, vừa heo quay rồi vừa chả cá luôn ha. Đó, cái kiểu luôn mà nhìn hấp rất là hấp dẫn luôn ha. Tôm bên này là bao tiền luôn rồi cả nhà. Mê rồi, cái tủ chân lên mê quá trời. Hoành tráng luôn. Cái này mình ăn với rau đầy đủ luôn hết cô. Có bông súng rồi súng gì? Đắng. Dạ. Súng đắng, muống, chuối, tôm, xà lách. Cô làm xong đó cho con hai tô nha, nhưng mà hai tô ít bún nha cô nha. Cô biết rồi. Dạ. Bữa nay cô biết hai đứa. Hồi sáng 2 giờ chồng nó kêu là cô mang đưa hai tô, kêu tô. Cái này hai mẹ hai tô xíu bún mà nãy làm tiên rồi đó. Sao nhiều quá trời quá đất vậy trời. Heo quay rồi nào là chả cá rồi đó. Tô tôm to nữa cả nhà, mà tô có 50 ngàn thôi. Có xuất sắc chưa? Còn đấy là một tô bún bánh như này là rất là xứng đáng nha. Ăn hẳn đây hả? Nếu mà cả nhà chưa biết thì nhớ là nãy Ngọc có đọc địa chỉ rồi. Địa chỉ ở bên trên đó là 108-20A của Trần Quang Diệu nha cả nhà. Phường 14, quận 3. 6 giờ là cô chính xác bán. Khó quá thì cả nhà cứ lên Google tìm kiếm chùa Kim Cương mà đi theo hướng dẫn của đường thì sẽ ra được. Tại vì nằm ngay cái khu vực chùa Kim Cương luôn cả nhà. Và mình hay gọi là cái chính của chùa Kim Cương là như vậy đó. Con thấy cô kia xả tẩu rồi gần 2 tiếng. Dạ. Con coi xả cực kỳ ngon. Cô phi mình đôi khi dầu mình phi nhà dầu ngon đó con biết không? Đừng có xả mình vàng tươi nè. Để mình làm cái nước lèo đúng không cô? Đúng rồi mình. Ồ, mình khử lên. Ồ. Nè đây. Con coi tẩu con cái là. Thấy không? Tỏi nè, xả nè, thấy không? Xả. Có xả hả cô? Đó xả nè, xả này xả không mà ai không ăn tỏi thì ăn xả gì đó. Thấy không nè, đó, 3 ký xả. 3 ký xả, 3 ký tỏi lẫn thao. Khử lên cái thao đã luôn. Ủa bây giờ trên đây là cô bán theo app hay gì cô? Ủa sao con thấy nè? À. Có nghĩa là ship book á phải không cô? Ship gần còn xa thì ship book ship luôn đi. Ồ, dạ. Tính thêm 30 vậy. Dạ. Tại giờ này khách đông hết nên không có đi giao đâu xa. Cho cô dòng dần. Hôm nay mình quay cho cả nhà là món mắm đó cả nhà. Ngày chủ nhật là bún mắm nha. Dạ. Cháo lòng ở này ông. Ờ đúng rồi. Ông ơi mà nhờ cái cháo lòng á người ta mới tìm được cô chính nhiều lắm. Rồi ta nhớ lại cô chính hồi xưa. Thôi còn khỏe. Còn đó trên đây cho cả nhà coi topping nha. Đặc biệt là cái phần tôm rất là ngon luôn. Nhìn con này con nấy rất là to luôn cả nhà. To mà mình cảm giác rất là tươi. À trời ơi, xong rồi có heo quay nè. Rồi có mực nè bên dưới nè ha. Với lại một cái nồi nước dùng. Rồi sẽ quay thêm cái nồi nước dùng siêu to khổng lồ của cô nữa. Cô bán ở đây là mùng 1 đến 15 là bán chay cả nhà. Còn mùng 2 và 16 thì là nghỉ. Ý là cái đó nãy giờ là cô làm đầy đủ á cô. Đầy đủ. Đầy đủ là tô nhiêu cô? 50 50 nghìn. Đầy đủ. 50 ký chả cá, hay ngoài dạ. Cần 20 thì cô bắt được đúng không? Chả cá này là chả cá chả cá thân thiết cô chính hơn đặc chứ có cá thu quất chung á. Có nghĩa là hai thứ. Ờ, hai thứ chả cá. Chả cá thì khác người ta lắm. Là cô đặt người ta đem đi nó bán lẻ. Dạ bán lẻ luôn. Ờ. Chứ thường ngày là chiên biến như vậy thôi á cô, chứ không có chiên dạng to hơn. À, không có bữa cô làm to nữa, mà đều có một cái làm nhỏ chiên nó mau hơn, cái cô dễ á.
Mấy bạn mời xem lại mấy clip cháo với mấy clip người ta hủ tiếu. Con nhìn đã không? Dạ. Ở con nó bự. Mà tôm tươi là nhìn thấy nó lột cái đầu nó không có bị bung nè con. Dạ. Là tôm tươi. Lột không có đầu không có bị bung. Alo. Còn cái tôm tôm mà bị nó tôm lạnh á thì nó bị bung. Là lột cái đầu bung luôn. Dạ có hả? Nhìn con tôm mê hết sức luôn. Ôi ôi còn thêm gâu nữa kìa. Ừ. Gâu này có khác giá không con hay là vẫn 50.000. Ôi trời ơi nhìn ngon quá hấp dẫn luôn á. Đây nó đúng sự thật. Đây là coi trên mạng sao lại dư vậy. Quay anh bên trong về. Này anh bên trong rồi con. Này anh Hiệp nè, anh Hiệp đó, anh Hiệp đó. Đó là con Hiệp ít bún á. Nè anh Hiệp ít bún nè. Chỉ con con tôm đã à, con tôm thiệt, con tôm ngon quá trời luôn. Quá trời ngựa mà nó thơm mà nó ngon á. Tại vì nó tươi quá đó. Dạ. Con mua tôm sống về thì phải nhận đá con lột mới được. Mà sáng rồi lột không ra, nó đâm ra nó mới trễ vậy. Không lấy gì. Cái gà là cô để riêng á hả cô? Cô luộc chín rồi đó. Dạ. Cô là cô để riêng ngay. Dạ. Cái nhừ quá để trong cái nhừ rất ngon. Trong nồi nước dùng thì con thấy cô có bỏ thêm thơm rồi nữa ha. À. Dạ. Cái này là cái cốt mắm gì cô chứ? Cốt mắm gì á cô? Ừ, mắm linh với mắm sặc hay cô? Dạ. Cá linh cá sặc. Cá linh cá sặc. Cá linh nó thơm, cá sặc thì nó đặc. Thơm đã chưa? Thơm đã. Tôm tiễn ký trung bình 22 con, có khi 22. Vậy là cái size nó cũng là size to đó. Size to không? Size to. Ký 22 con, có 220. Có khi nó bỏ món cua 270, ăn cua mùa tôm nó mắc nó này. Bởi vì tôi bán nhờ có khi cái tôm mực cái gì cũng diễn tươi ra hay dễ bán. Quên rồi. Cô gặp em cô chặt cái chuối kìa nó đang quay mình quay nó nóng mình quay nó nóng mới qua thêm á. Dạ. Chứ sáng nó rồi bỏ chục ký rồi. Dạ. Có nghĩa là làm tới đâu cái làm mấy anh mới đem tới đó. Tại vì cô dặn hai đợt heo cho nó giòn giòn tan. Tô 50.000 nha cả nhà, siêu chất lượng luôn nha. Đó, cả nhà thấy con tôm không? Con tôm không? Siêu ngon luôn, từ đầu đến cuối. Cả nhà có thể xem trong clip nha, cô bán hầu như ai là cũng con tôm như vậy hết nha cả nhà. Rồi, đó, có đầu mực nè ha. Rồi, trời một cái tô 50.000 chất lượng lắm, quá trời. Rồi là quá trời gì ta? Heo quay đồ này kia nữa. Rồi, nãy giờ Ngọc đang tìm cái mắm me. Thì ra là mắm me là chị sẽ mang ra cho mình luôn, chứ không có cần á là mình phải lấy nha cả nhà, mỗi phần sẽ được kèm. Rồi. Tại vì do là Ngọc úp lại những cái video về cháo lòng nè, những video về cái món hủ tiếu Nam Vang của chỗ cô Chính thì được mọi người ủng hộ quá trời. Cái Ngọc với nó là lâu rồi mình không ghé cô Chính. Đó, ngày hôm nay ghé lại quay cho cả nhà với lại Ngọc phần là thưởng thức luôn nha cả nhà. Rồi, thì trộn lên, ngon nha. Húp miếng nước thử coi. Ủa, ngon, tại vì hồi xưa giờ khi mà Ngọc quay cô Chính, Ngọc biết gia vị của cô nêm như thế nào có phù hợp với mình hay không rồi. Cho nên thành ra là hầu như là món nào của cô nêm cũng đúng gia vị ha. Có cái hậu hơi ngọt nè, đậm vị mùi mắm nè. Xong rồi, được cái là kiểu thơm dậy nữa cả nhà. Đó. Ok, rất ngon.
này, con tôm nè. Nha, bây giờ Ngọc sẽ Ngọc ăn giỏ luôn nha. Ngọc thấy ăn giỏ, Ngọc ăn giỏ được thì tùy cả nhà thôi. Mình thích thì sao mình lựa chọn như vậy thôi. Thịt rất là ngọt luôn cả nhà. Thịt rất là ngọt luôn, ngọt thiệt luôn. Cặp trắng vô rồi hả? Cái đồ giòn, thịt giòn xong rồi ngọt thôi. Con tôm là bao điểm cái tô, bao điểm cái tô nè. Rồi có thêm đầu mực nữa. Đầu mực hay mình mực thì cũng có đủ hết trơn nha. Kiểu giòn sụt 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 luôn. Mà cảm thấy rau mực cũng rất là tươi. Cái nước nó rất là hòa quyện cả nhà, cho nên thành ra là Ngọc cảm giác là ăn mấy cái gia vị ở đây xong rồi ha, ăn thêm topping nữa rất là trọn vị. Ngon không? Còn buổi sáng như thế này làm buổi sáng chủ nhật rất thành công nha. Được. Chả cá phải gọi là bao thơm nha. Cái độ dai là nhất định nha. Xong rồi cái đặc biệt nữa là không có bị đậm dầu. Khi mà mình ăn, khi mình nhìn miếng cá là trong trong rồi, xong mới khi mà ăn nó mình cảm nhận là nó không có bị dầu của cả nhà, nó không có bị hôi dầu. Tại vì cô chiên mới là chắc ăn nó sẽ làm mang lại cái cảm giác như này. Ngon. Cái này ngon anh ơi. Gia vị đúng ý mình ghê luôn á. 100% rất là ngon. Ngọc nghĩ á, cả nhà nào chưa biết củ chính ở chùa Kim Cương thì có thể là ghé thử đi. Tại vì á, dù gì á, Ngọc cảm giác là có các anh chị đến đây review rồi ha, cũng thấy là khen rất là nhiều. Với một phần nữa là Ngọc ăn hầu như hết món của cô rồi, Ngọc cũng thấy là món nào hầu như nó cũng rất là phù hợp cái độ ngon, độ tươi đó. Cho nên thành ra là cả nhà nào chưa biết thì nhớ là đến ủng hộ cô nha, cũng như là xem tham khảo thử coi mình có được cái món ngon ở quận 3, xong mình ghé mình ăn thử hoài luôn nha cả nhà. Ôi lộn, mình ghé mình ăn hoài nếu mà ăn thử lần đầu tiên nó thành công giống như Ngọc. Nhớ là ở chỗ cô là 108/20A của đường Trần Quang Diệu, quận 3 nha cả nhà. Ngày chủ nhật thì cô mới bán bún nướng nha. Nãy người Ngọc quên nhắc lại cái đó để cho cả nhà mình không đến sai bữa nha. Còn những hôm còn lại là sẽ theo menu ở đầu clip Ngọc đã quay cho cả nhà nha. Rồi, một tô 50.000 đó, hân hạnh phục vụ quý khách. Rồi ghé ăn thử đi, xem coi hôm nay quá trời khen vậy thì có đúng hay không nha. Bye bye cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Chè ớt to luôn hả? Đúng rồi. Ớt vô nhìn nó hấp dẫn hơn. Nhưng mà nó đông quá cay. Ủa? Là chị để thịt luộc. À, thịt luộc để trong đây luôn á. Đúng rồi, cho nó nước dùng nó ngọt á. Ủa, tô đặc biệt là bự vậy hả chị? Đúng rồi, nhưng mà số lượng bún nó cũng giống như nhau thôi. Tại vì bữa hổm chị mua lỡ cái tô này nên chị phải xài luôn, không trao đổi. Tô này là bự hơn tô kia nhiều á. Nhưng mà topping nó sẽ nhiều hơn. Nhiều hơn. Cái gì chị? Cái này mắm linh với mắm sặc là chị lấy sẵn, anh đã pha sẵn cho mình luôn á. Hai loại mắm vô một bịch này nè. Bán là có trong chút xíu nghệ đúng không? Đúng rồi. Nhưng nghe thơm. Hương vị bên đây là mấy anh chị chịu cái mùi dạ. Dạ. Nghệ bún đúng không chị? Nghệ bún với lại nghệ thì cái mùi rất là thơm. Thêm mùi hương vị thêm vậy đó. Dạ. To hả? Mình này loại lớn, chị xài cái này cơ mà. Rồi xong cái mình cắt ra. Mình cắt ra. Hai, Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay Ngọc sẽ đi ăn bún mắm và giới thiệu đến cả nhà. Thật sự ra nói giới thiệu thì cũng không phải, tại vì Ngọc khoai bún mắm ở chỗ chị An là rồi. Cả nhà lúc trước chị An bán ngay chỗ cái tổ dân phố trên đường tỉnh lộ 10. Bây giờ thì chị đã dời về số là 518 của tỉnh lộ 10, quận Bình Tân đó cả nhà. Đó, ngày hôm nay thì chị bán khang trang hơn, nhiều hơn. Cả nhà thấy không? Rất là hấp dẫn luôn ha. Một cái phần tủ rồi này kia. Ngoài ra chị bán bún mắm thì chị còn bán bún riêu nữa nha cả nhà. Thì hôm nay mình vô sẽ mình ăn và trải nghiệm thử nha. Nói chung là quay lại sau nhiều năm.
Có nghĩa là lúc trước hình như em nhớ chị bán ở số mấy của cái trong khu phố? 743. 743 tỉnh lộ 10 và chị về địa chỉ là 518 tỉnh lộ 10. Chị bán ở đó là được 15 năm rồi đó cả nhà. 15 năm hơn á. Cái này là tô uống riêu. Cái này là tô uống riêu. Có nghĩa là giờ chị bán thêm một món nữa. Hồi xưa em... Không, hồi xưa chị cũng vẫn bán hai món. Xưa giờ chị bán hai món. Hay là tô uống mắm. Dạ. Nhân nước ha. Dạ, tủ chân đẹp quá trần luôn. Có mực, tôm. Cái đó là chè ớt dồn ha. Chả cá. Cô đặc biệt là bự vậy hả chị? Đúng rồi, nhưng mà giờ số lượng bún nó cũng giống như nhau thôi. Tại vì bữa hổm chị mua lỡ cái tô này nên chị phải xài luôn, không trao đổi. Tô này là bự hơn tô kia nhiều á. Nhưng mà topping nó sẽ nhiều hơn. Nhiều hơn là cái mỗi phần đều hơn một nói cái thôi. Là chị thêm ớt với mật thôi. Dạ. Yeah. Đặc biệt là nó sẽ hai mình. Nhìn cái tủ chị chân quá trời đồ ăn topping luôn nha. Đúng là tô đặc biệt rất là đầy đặn luôn. Nhiều nha cả nhà ha. Ngập to hả? Mình này loại lớn. Chị xài cái này không à. Rồi xong cái mình cắt ra. Mình cắt ra. Cái này chắc em nghĩ nhiều ký, khoảng bao nhiêu ký chị hả? Cái này tầm 10 ký. Nhìn đảo quá à, đúng không? Này mừng đen nó bự, mọi người bỏ vô nhìn cái nồi đó. Nhìn nó dâng lên nó lạ. Cái này luộc lâu không chị? Nó sôi lên vài dạo là mình vớt rồi em. Là luộc xong cái phần mà mình được đẹp cả nhà, bây giờ luộc thêm cái phần đầu nữa nha. Thì mới hoàn thành nguyên con mực mà chỉ lấy một lạng mực to không mà cả nhà, hồi cái sẽ lấy khoanh các khoanh khách nhỏ 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 ra. Là phải ngon thì cái tô bún mắm nó mới ngon được đúng không cả nhà, cho nên thành ra là khi mà mình nhìn cái phần mực như thế này kiểu là mình thấy là ok rồi, cho nên là còn lại ha sẽ là tôm rồi này kia đó, chất lượng thì mang lại tô bún mắm chất lượng. Cái gì chị, cái này mắm linh với mắm sặc là chị lấy sẵn anh đã pha sẵn cho mình luôn á, hai loại mắm vô một bịch này nè. Từ bây giờ là mình sẽ bỏ vào mình nấu. Mình nấu vào nấu thôi cho nó tan ra. Nấu cỡ tầm 20 phút vậy đó. Cho nó nhừ mắm ra. Cho nó ngược nhừ đúng cái rồi. Xương luôn đúng không chị? Đúng rồi. Cho rồi mình lát. Lá mắm xong rồi mình lọc lại. Em đoán là có trong chút xíu nghệ đúng không? Đúng rồi. Em nghe thơm. Hương vị bên đây là hình như là mấy anh chị chịu cái mùi dạ. Dạ. Nghệ bún đúng không chị? Nghệ bún với lại nghệ thì cái mùi rất là thơm. Xả vô cho nó thêm mùi hương vị thêm vậy đó. Dạ. Xả bào hoặc là xả bằng gì cũng được hết. Nghĩa là cái này là kiểu chất riêng của chị ha, nấu này. Đúng rồi, từ xưa là nấu vậy đó. Cá, cái gì cái phần mắm nó vẫn còn cái con cá mà giờ mình nấu cho nhừ cho luôn. Cho nó nhừ ra. Lúc trước thì chị thuê trên đó có nửa buổi thôi. Khách có hỏi kiếm chị quá không? Có. Kiếm dữ hả? Nhiều lắm. Tự nhiên sao không thấy ở đó nữa. Chị xuống đây lâu chưa chị? Chị xuống đây được tháng rồi đó em. Dạ. Rồi. Nghe. Cái lấy gì? Dạ. Rồi. Chỉ là dàn topping mà còn dàn rau nữa cả nhà, dàn rau rất là phong phú luôn ha. Cả nhà thấy là rau chuối nè, xong rồi cù nèo nè,
rau đắng, tất cả các loại mà mình ăn bún mắm ha, chỉ có đầy đủ mà phần rau cũng hấp dẫn vô cùng luôn. Ồ, chủ yếu là chị bán tại chỗ chứ chị có bán trên app không chị? Chị cũng mới vừa làm app đó, bên Grab với khách sạn phố đó chị. Thì mình sẽ tìm kiếm là bún mắm cô An. Cô An à. Chị không có để thì chị cũng chờ lên là bị chị mới. Hồi xưa là bún mắm 743 cô An. Giờ chị lấy là bún mắm cô An thôi. Mê quá. Cái nồi nó đầy lên rồi với lại có ớt xanh xanh đỏ đỏ, dạ nó ngon hấp dẫn. Có ấy nha. Một tô đặc biệt là 55.000. Mắm me chị làm sẵn nha, đây mắm me. Xong rồi sẽ cho một chút ớt vô nha cả nhà. Rồi đây là mắm me. Cả nhà thấy không? Để đâu cho nó tiện ta, để đây đi. Đó, cả nhà thấy một cái tô hơi bị, hai cái tô hơi bị hoành tráng đúng không? Ngày hôm nay mình đang ăn bún mắm của chỗ cô An nha cả nhà. Chị An thì bán ở dưới, ngày xưa là mình quay 2 clip là ở dưới ngay chỗ khu phố của trên đường tỉnh lộ 10. Còn nói vậy chắc cả nhà mình có thể là biết rồi đúng không? Tại vì chị bán 15 năm là khá là nổi tiếng ở đây. Xong bây giờ chị giờ về đây thì về đây có chỗ ngồi kiểu như là rộng hơn, nhiều hơn, mà chị bán cả ngày nữa nên là ra sẽ tiện hơn cho mọi người ha, ghé thưởng thức ha cả nhà. Rồi cái quan trọng nhất nè, cái bên đây nè, cái quan trọng ở bên đây nè, bên đây nó còn đẹp nè, bên kia còn hoa để nó, thấy chưa, mê chưa. Tô này tô đặc biệt 55.000 nha. Giờ hấp thử cái phần nước dùng của chị coi. Chị làm tại vì chị có bỏ nghệ với hải bún với lại gia vị thì mỗi người nấu sẽ khác nhau và kinh nghiệm khác nhau thì có ra được cái bún mắm khác nhau thôi cả nhà. Rồi cái ban đầu á, khi mà Ngọc Nghĩ nó bỏ nghệ nó sẽ có mùi nồng như không cả nhà, nó rất là thơm. Đặc biệt là lúc mà như vậy á thì mình cảm giác được là khi mà cái nồi á mà múc lên á mình cũng cảm giác nó hơi cái màu vàng vàng của nghệ đó cả nhà, nó cũng khác biệt nữa. Kiểu nó hơm nhẹ 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 của mùi nghệ chứ nó không có bị nồng nha cả nhà. Đâu giòn cuốn luôn. Cái mực á nếu như là luộc vừa tới xong nó còn tươi nữa nên ra đâu mực rất là giòn nữa nha. Theo quay chả cá, đặc biệt là cái nước bún mắm rất là vừa lạ mà vừa kiểu ok á cả nhà. Nói chung là gia vị thì kiểu đậm đà thì giống như là lúc trước chị nấu thôi, đậm đà nè, và nó sẽ không có cái hậu mà hơi ngọt ngọt nha, nó vừa vừa thôi. Đó, nó đậm vừa vừa nhưng mà nó cũng sẽ để rửa thấy cái gia vị luôn rồi, kêu rất là thơm. Rồi cho miếng dao vô đi, nãy giờ lỡ nói quá cả nhà. Miếng dao vô. Ồ, cái dàn gao, cái dàn hậu vệ gao của chị nó cũng rất là phong phú nha, đầy đủ mấy cái món mà mình ăn bún mắm hết luôn, y chang kiểu là bún mắm miền Tây thì sẽ có cù nèo nè, bông súng nè, rồi rau đắng nè cả nhà ha. Đó, nói chung là chị nấu thì cái đặc trưng của mọi người khác nhau nhưng mà nó quan trọng đó là khách mà nhiều, khách đông mà 15 năm rồi chị nấu lâu quá cả nhà, bán ngon quá thì biết là uy tín rồi đúng không. Chỗ chị á, chị bán là từ lúc 6 giờ nha cho đến là khoảng 10 giờ, ủa hình như là 10 giờ tối, đúng rồi, 22 giờ là 10 giờ tối, ở số 518 của đường tỉnh lộ 10, Bình Trị Động B, quận Bình Tân nha cả nhà. Đó, có cơ hội thì tại vì bây giờ chị cũng trưng ra ngoài mặt tiền rồi nên thành ra rất là dễ tìm ha, mình kiếm đúng số là ngay cái quán bún mắm của cô An liền luôn.
Và chị còn bán thêm cái món bún riêu nữa. Bún riêu mình thấy cũng rất hấp dẫn luôn. Chắc cơ hội sau mình ghé, mình có quay nữa thì mình sẽ ăn cái món đó. Hoặc là đi ngang mình sẽ thử cái món đó nha cả nhà. Cứ hôm nay á, gọi hai tô bún nóng siêu đặc biệt này ra cái hành ganh nhiều quá. Siêu to khổng lồ. Mực ngon, chả cá ngon, rồi còn tôm nữa. Tôm hình như 2-3 con gì đó cả nhà. Ngọc trộn nó lên, ghiếc rồi cái nó nằm ở dưới luôn á, tiêu rồi. Nói chung mà tôm tươi á, để vô luộc thì nó rất ngon. Ok không? Cả nhà mà muốn ghé thưởng thức thì nhớ đến đúng địa chỉ nha. Cũng như là ví dụ ăn xong rồi thì cả nhà cũng comment thích như thế nào, hay là đã từng thử thế nào, hoặc là những bạn nào mà hôm nay á đang tìm lại chỗ của chị, của chỗ của cô An bán ở trên đường tỉnh lộ 10 mà tìm hoài không thấy, thì hôm nay thấy video này thì ghé ủng hộ chị nha cả nhà. Đó, mình sẽ ăn tiếp và bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Còn có tô hình như đặc biệt đúng không chị? Đặc biệt 120 em. Rồi có gì chị ha? Rồi có heo quay, tôm, một cái lóc còn đặc biệt mình thêm đồ ăn vô cho người ta. À. Rồi có chị đó, chị nhỏ chứ không hả? Cũng đâu có đông hơn được đâu mà sao kỳ vậy. Trời ơi, tay chân gì mà bóp bóp rồi quay phim trời. Bóp cái gì? Mày nghĩ tao bóp cái gì được bây giờ? Tao bóp. Tao bóp không hay. Đang quay phim lên TV đó, nói chuyện đàng hoàng nha. Đàng hoàng nha. Chị này bán rẻ lắm em, giá 700 lắm, mỗi một ngày 300 bán lời rồi khoảng chỉ về nè. Đâu giá nó vậy, lợn cây lợn. Chị chút rồi, bán xin tốt đi, đi phim nữa chị. Nè em được phim lắm. Phim lắm. Phim lắm. Bữa nay tôi gặp, tôi gặp nó hết rồi. Trời ơi, đắng không có đắng, mà nó ngọt. Đúng rồi. Sao vậy? Đang chửi thầm trong bụng tao đó. Nào đang biết mà gì? Chứ gì vậy Trường? Thôi chị không biết đâu Trường ơi. Tiếng nào bà nói tiếng nào? Một đúng không? Đúng rồi. Comment chửi bá cho Trường. Dễ sợ. Một tô là mình bán giá sao chị? Một tô bà chị bán đầy đủ là 475 ngàn. Đúng rồi. Cốt là cái linh bấm không chị? Chị nấu bấm linh và bấm sắt em. Hai loại. Hồi xưa giờ mẹ chị nấu sao là chị nấu y chang gà. Đúng vậy. Rồi đó giờ mẹ chị bán không có như đây đồ. Đang đi khai trái. Bán chị có quy định có quy như đó, hết sớm thì nghỉ sớm. Hết dễ thì quy định dễ với 6 giờ. Trời ơi, thấy tóc mỏ bự quá nha. Đúng rồi chị, phải cắt tóc mỏ bự như nè. Để kiểu mình ăn cảm nhận được không phải. Nhưng mà cái tóp nó ra nước, nó còn cũng tóp. Nguyên tóp ăn ngon hơn, còn mất cách miệng quá, tóp tí xíu rồi. Nó sẽ teo lại. Bắt lại lúc 5 giờ hôm sau, chung lên LTV. Phim hay tháng 11. Vui vậy, có giọng cười đặc trưng quá vậy. Ủa chị tin vui hả? Gì em? Chị tin vui hả? Vậy dạ. Tin vui tin má chị. À vậy hả? Em thấy chị cũng vui. Anh đi đi ăn mà lên nè. Cái gì cái không có người. Cụ sĩ chơi xuống. Mấy bạn lô bô quá, cụ sĩ chơi xuống. đâu phải khách đặt taxi trước đúng không? Mày đi hồi sợ hết. Khách đặt trước rồi khách tới sau. Thì là khách kia xếp này mình lên xếp rồi.
vậy mấy má ơi. Rồi có chị đó, chị nhỏ chứ không hả? Cũng đâu có đông hơn được đâu mà sao kỳ vậy sao? Chị quay TikTok hay là YouTube chị? Dạ, YouTube, Facebook, Sài Gòn Phố. Kênh gì không? Sài Gòn Phố. Kênh mà chính nó làm cái gì? Sài Gòn Phố hả? Dạ vâng. Gặp rồi, bữa nay chết rồi, tôi gặp mấy đứa, mấy người này. Đây đủ. Mấy báo ruột rồi. Đây đủ. Nè, không biết sao rồi mẹ ơi. Không lấy bỏ cái đông thông nè. Cái này là không cá. Ở trong quán này là ngon khỏe. Không cá, không có cá, ăn gian thôi. Có feedback luôn. Quần tư biết bao nhiêu quán bún mắm đi quay bún này trời. Trời ơi trời. Trời ơi, vậy hàng có độc, có cưng. Đầy đủ. Cái gì có độc? Xin chào cả nhà Sài Gòn Phố nha. Hôm nay Ngọc giới thiệu cho cả nhà một món bún mắm ở quận 4 nha cả nhà. Ở đây là bún mắm Vui, có thời gian mở cửa là từ 9 đến 8, lộn đến 16 giờ. Và ở đây là có địa chỉ luôn khỏi đọc nha. Trên đây có là cả nhà có thể là tham khảo ha. Bây giờ mình vô mình ăn và review cho cả nhà nha. Ủa hình như em coi trên mạng em thấy chị bán. Hồi lúc trước là bán chỗ khác đúng không chị? Đúng rồi. Ngoài kia. Đúng rồi. Có em bé ngoài kia. Ngày là ngay đầu hẻm này đó hả chị? Dạ. Ủa hôm nay có đầu cá nhiều không chị? Chị cũng 8 cái thôi. Ngày nào cũng 8 cái đầu cá. Quy định là số lượng mình có nhiêu đó thôi hả chị? Đúng rồi. Tại do là không lấy được hay là chị ngoại tại chị thích vậy? Thích, không phải là lấy cũng được, cũng có. Nhưng mà nhiều khi mình làm không có kịp á em. Dạ. Nên mình cũng không có dám lấy nhiều, ngày làm bán ngày đó. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe em nghe. Em về bên nhà đi mà ba phần để chung một phần để riêng đi. Vậy là tổng là 4 đúng không chị? 4 phần nhưng mà em để riêng riêng hết ra nguyên của mỗi người. Rồi, bịch 3 bịch 1 ha. Rồi, ok chị. Dạ, ba để chị tính tiền nha. Dạ, dạ. Rồi, ba đem vô thôi. Dạ, dạ, em biết rồi. Dạ. Hả? Có ai cũng chị hẳn chứ ai chuyên từng phần hết cho chị. Ủa là ship khách biết cái điện thoại chị hả? Hả? Chị đây chị không có đặc biệt gì bán, không có ai trên app em. Dạ, dạ. Chị chỉ bán khách đặt thì khách điện thoại chị bấm chị đặt. Áp chị ship thôi, ship xe khách thôi. Dạ. Bao nhiêu phần cứ để chị là chị làm xong rồi chị ship. Dạ. Giống như nãy là chị ship ở phường 3 Vector á. Dạ. Ủa hồi nãy là ngoài kia là có số điện thoại chưa ta? Thường có phải không? Trên đó thì có số điện thoại đúng không? Có số điện thoại em. Dạ, đó là cả nhà mình có thể là gọi điện cho chị ha, đặt kiểu gọi điện xong rồi chị ship đi. Ủa em thấy có cá xé nè. Có em thịt vừa có cá nạc em chị gỡ xương ra mà. Trời ơi sao mà cứ chịu hết nổi luôn, cứ bẻ cho hoài nha mấy bà. Không bún không mua thùng tô, không bún không mua tôm. Nhưng bây giờ là đầy đủ trước, có bún trước đi. Không bún tính sao? Đầy đủ đó. Quá trời quá đất rồi, trông vui quá rồi. Không bún còn có liền. Nãy giờ hả chị nấu trong nãy chị nói em quá à, đó bây giờ không muốn à. Hình như có anh ăn cái đầu hả chị? Có ăn cái đầu cá. Muốn đâu? Ở đây là không muốn nha. Hôm nay trên Sài Gòn Phố đã Ôi, nghe mạnh vậy, nghe mạnh dạng mấy khi mới đi quay vậy. Mấy khi mới được gặp tôi. Ở đây sinh nhật của anh này nè. Lại hát cái tiệm bên đây cái đi rồi chỉ ở đây là không bún không có thơm. Dễ sợ. Khách chị cũng biết quá mà. Ờ, bún đầu cá nha. Bún đầu cá. Ờ, bò cá siêu to luôn. Mấy anh
mấy chị ra đầu cá rồi mấy anh mấy chị muốn đầu cá của ai nè mấy anh mấy chị. Chỗ bởi vậy nói quen không mà nha. Còn mấy tô mấy vậy? Bây giờ ở chỗ chị rất là đông, dù ở trong hẻm nhưng mà khách biết đến rất là đông luôn á cả nhà. Hình như còn có 6 đầu thôi đúng không chị? À, chỉ còn 6 đầu thôi. Trùng mỏi tay luôn. Nữa con em quay đúng không? Rồi mới vô thằng kia nó kêu một câu rõ ràng đó. Em cũng nghe nữa nha. Đó, nè đó thấy chưa? Bé sao dùng phố còn nghe đó kìa. Thấy vậy? Bây giờ lật rồi. Là có nghĩa là heo không á hả chị? Dạ. Ý là anh gọi là heo không á hả? Ờ, dĩ heo thêm. Ờ, dĩ heo. Lúc nào cũng có dĩ heo thêm hết trơn á. Dạ, hai dĩa, một dĩa. Cái gì? Bây giờ tổng ngoài đó là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu tô vậy chị? Chưa biết luôn ạ. Chưa biết luôn ạ. Cứ làm cớ thôi à. Cứ làm nấu. Đó tính tiền hả? Miếng đầu người rồi tính. Trời ơi, chị có giọng cười đặc trưng quá. Tính tiền là đầu người tính tiền thôi. Nói chung gì mình nhớ thôi. Bây giờ mình nháp cái đây trước khi hôm tới mình dẹp lại máy tải anh. Anh lại hướng dẫn. Cho anh tải hết đi. Đi nước. Rồi đây đúng. Đủ sảy tới chưa vậy? Rồi. Đang hồi hộp nè. Cũng này chừng đũa mà hơi luôn mới nha. Không, chị dọn sẵn chỗ lừa chén với tụi em luôn. Trời ơi, chén nhà chị hả là bao la. Em muốn rửa bao nhiêu lâu, chị rửa cho. Ủa chị kia bán hết cho mấy ảnh chưa? Xong rồi đúng không? Ừ, đúng rồi nè em. Đầy đủ tô nha. Còn chị heo quay nữa, xong rồi tới cho em nha. Em là một tô đầy đủ với lại một đầu cá. Ok. Dạ. À, một tô đặc biệt, một tô đặc biệt là 120 đúng không chị? Đúng rồi. Với lại một đầu cá là 75. Nếu đắng trụng không? Vậy đắng trụng không? Em có đắng trụng không? Trời ơi, đắng không có đắng, mà nó ngọt. Đúng rồi. Sao vậy? Đang chửi thầm trong bụng tao đó. Khi nào đang biết mà gì? Cái gì vậy Trường? Có chị không biết đâu Trường ơi. Nào đang biết tiếng hả? Mà tiếng hả? Mốt đúng không? Đúng rồi. Mày chửi bá cho chưa? Đấy, đừng là ngồi dễ sợ. Ba. Ba. Bốn người. Ba. Ba. Xuyết bốn bốn. Vô nhà ngồi luôn anh ơi. Mấy anh chị này chắc hơn ăn hoài luôn hả chị? À, mối chị. Dạ. Nói chung chị bán trong đây là nhờ khách mối thôi em ơi. Chứ khách mối dẫn khách mối tới. Dạ, mối dẫn khách mối tới. Sau đó là mối luôn. Sau đó là mối của chị luôn. Rồi, cái gì vậy thằng quỷ sứ? Cái này hả? Vô đi chị, mấy anh nói chị. Ở này chị quay như có cách về làm hỏi chút tiếng rồi. Dạ không, có tăng tiền. Hỏi chị ra được. Để tôi điện của mày, bố xuống ăn luôn. Hai dĩa heo quay của khách luôn. Tưởng có cắt tiếng em nói xấu quá trời. Trời ơi, trộn dịu dịu. Đưa cái đó. Chị Hạnh hả? Mấy người chị? Hai người hả? Rồi, chị chở xíu. Trời ơi, cười kìa. Chọn chưa chứ kìa. Người đẹp mở cửa em con, con coi. Trời ơi, không có ai mà sai cả. À, mấy quay nào quay mà biết. Chị này mấy nữa nè. Đi một
mắn sao sáng ai sinh nhật. Cường múc gì múc vậy nha Cường. Vui à. Đang vui nhìn lên hỏi được nghe rồi không có nói gì nha cả. Tư luôn ăn đừng tư không muốn rồi. Bữa vậy luôn hả? Anh nói rồi, anh là chùm bún móng. Ngồi đó đi em cứ vô ngồi ghế đi. Nghe câu đó cái mát lòng mát dạ. Anh rất ăn nhiều chỗ bún mắm mà chỗ này là ngon nhất á. Ở đây là bà bún mắm chửi á. Ồ, mấy đứa nó nghe nè, mấy đứa đừng có làm cho chị chứ, để cho chị tự nhiên cho mấy đứa. Thôi mình cống tập đi, trời ơi. Trời ơi, nhà bữa nay tôi gặp đó, tôi gặp hết rồi. Bánh vui là được lên trên internet rồi đó nha. Hôm bữa địa điểm ăn xuống, xuống quay tôi không có. Bữa nay tới đây chó rồi, chết rồi. Hỏi chị ăn tắp mỡ không? Tắp mỡ luôn rồi. Quá trời xuân tụ luôn rồi. Trời ơi, khổ đẳng còn mấy tô nữa. Hai tô đúng không chị? Chị ơi, hai tô. Một lần là ở đây là mấy chị đến là ăn khoảng cỡ mười mấy tô luôn á cả nhà. Một là đầy đủ hoặc là đầu cá các kiểu luôn nha. Nói chung là ở đây là dịp bán đầy đủ hoặc là dịp rất là đầy đặn luôn. Hai tô đặc biệt nhất đó nha. Hai tô đầy đủ với cái đầu cá. Rồi hai tô cái đầu cá có luôn. Anh ăn gì á? Ba nha. Ba. Hoài luôn á mọi. Ôi đồ quỷ sứ dễ sợ luôn á. Đỡ hối nữa. Lên tặng hình. Lâu ta lên TV bữa. Lâu ta lên TV bữa làm gì ghê vậy? Ủa sáng giờ có maquillage gì chưa? Chưa maquillage vậy đâu có biết đâu maquillage. Đâu có thông báo đâu. Ập bất ngờ mà. Ở trên này có quầy tiền bán làm quạt với chị. Vậy cái thằng quỷ. Vậy chứ thù sao ạ? Trời ơi mày nha, lọc lắc mày biết tay tao luôn. Hôm nay phải mặc mini gift đàng hoàng á. Mặc bikini đúng không? Mẹ ỏi bà ơi. Bán bún mắm mà mặc bikini. Ủa mày đâu mày ăn cái mày quỷ. Mày ăn mà mày cũng xé vô nữa. Đặt viên, đừng có chửi, đừng có chửi. Đặt viên. Viên nó quay. Làm thì làm nhưng mà nghe thì nghe á chị ha. Ngồi liên tục luôn á. Ủa quạt ai ăn đâu. Mình phải nói chuyện với người ta chứ. Ủa chứ nhật em tự xử luôn. Đó đó, còn hai người đặng á. Hai người xong rồi cho lấy em được không chị? Đó bụng quá hả? À. Nãy giờ nhìn là thèm rồi đó. Giờ này em giá Ngọc này một cái bàn đi em dịu ơi cho hai em ăn nãy giờ. Đây, gì kì vậy? Làm bún rồi trà đá kìa anh. Dữ vậy hả? Ghế luôn rồi cái nhà. Ăn mẹ rồi chút vô lặn cái sơ thì những viên không sao đó. Ở giờ em đang chịu quá trời thì chịu nói em cái gì nữa em ngồi đó đem lấy em chị ao bới em liền chị massage cho em luôn không có phải cho cái ruột cá anh đã ăn đầu cá đó đầu cá luôn á chị nó kêu quá cứ vậy hoài vậy. Bố mình có muốn bỏ mà nó cũng quận tư à. Tôi nói vậy hoài à. Vậy, phường 14 có quán bún bò ngon nhất quận tư mà chị không dám làm bún mắm ngon nhất quận tư hả? Không, chị có dám. Dán cái bảng bún bò ngon nhất quận tư không? Dán cái bảng luôn. Người ta tự tin mình đúng là tự tin, mình để cho khách đánh giá mình. Rồi đợi đợi chị xíu. Qua bên dưỡng chính đi chú Bảy gì đó. Ở bên trường mà thấy bảo hiểm nó đưa cái bảo hiểm về mở ra để bảo hiểm của chị.
đó thường thường anh Cường nhận, em nhận xong anh nhận cho ông Cường, nhận xong chuyển qua em. Để mà ý là thấy tên, thấy bé nào tên Loan là nè, bức cảnh luôn. Sài Gòn phố hả? Sài Gòn phố. Ảnh đọc ở kinh thống thật. Dạ đúng rồi. Không sợ chữ Ngọc Sài Gòn phố nó mới nghe. Ngọc Sài Gòn phố hả? Dạ đúng rồi. Ủa sao tin mới hả? Đi mấy con vậy vậy? Tao trộn hết ha. Em sợ bị có kinh thống bị lạc vai hả? Cao bữa nay là tăng ít nhất phải hơn 100 ngàn. Cái vụ gì nữa này trời ơi. Kinh bé đó, sao bữa nay tăng lên được 100 ngàn subscribe nữa. Tại giờ quay tôi ăn cũng mắc. Giờ quay gì em? Tại đáng giờ em viết em viết tin lên bảo tên gì kinh tên tin tổ phố em gỡ mấy tổ trưởng nhậu kia rồi kêu sập ra bây giờ đăng lên trên 52 tổ dân phố phải không, để cho người ta coi phải không, coi sập ra em hộ muốn mắm chị nhất cũng cần của ai cũng là nó luôn đó, đằng đẵng là hai cô đó. Chị năm nay định mua nhà mới gì rồi? Hả? Chị chiều nay chị trúng việc lót cho em. Dạ em lấy chị đi mua cái nhà này. Chị thấy là chị trúng việc lót chứ tính à. Chị không có dám. Thôi mua người tại số được rồi. Nè chị vui. À, bán xong hai tô nghỉ cái đã chưa có sống. Sớm mới quải luôn kìa, bán sống sớm. Không sống quải ăn hết rồi. Còn kìa, chưa làm hết nè, đang làm nữa chứ. Trời nãy khi đi sớm đi, 10 giờ ra đây ăn vừa. Trời ơi, 10 giờ ra đây ăn, coi được không? Hai vậy đây hai người mới vô. Hà. Chị bán cho em nữa, chị không còn vô gì đó cũng mắm này mắm Cà Mau, mắm Bến Tre chị. Mắm Hồng Ngự. Hồng Ngự hả? Đúng rồi. Hồng Ngự mắm ngon. Quen luôn nè, quen Hồng Ngự nè. Mắm Sài Gòn được không? Không có, cái mình có mấy chỗ mắm nó ngọt chị. Mắm nó ngọt á. Chị bán mắm Hồng Ngự em. Chị mua bữa nào bán mắm Cà Mau không? Nhiều. Anh này anh bán mắm. Chị bán ở đây lâu, ủa bán cái nghề này lâu cho chị hả? À, lúc trước là mẹ chị bán. À. Bây giờ chị bán cũng gần 30 năm rồi đó em. Hai một đêm kề. Em thấy tấp mỡ là hình như để riêng cho khách luôn hả? Để riêng chứ em. Yeah. Mình đem về mình để riêng cho khách chứ. Yeah. Nhiều khi khách không ăn thì khách mình thấy ăn thôi. Khách muốn bỏ bún me cũng được, bún cũng được. Bảo mà. Cái nào ít bún đâu, ít bún là bên rau chuẩn bị đủ. Bên kia của chị Thảo, bên đây. Tổng là mấy phần chị? Đây là 3 phần đó em. 3 phần là xếp quận 3 đó hả? Không, hồi nãy lúc hồi nãy ráp để lấy chị xách ra là xếp quận 3. Dạ. Hôm nay chị xếp ở gần đây. Dạ. Một phần thì mình sẽ có là rau quay, tôm, mực, cá. Đậu cá thì chị bán thêm. Có nghĩa là ăn đầu thì làm gọi riêng. Đúng rồi, gọi riêng. Còn ai thích ăn bún với đầu cũng được. Bán luôn. Mở cửa đi. Mở cửa. Dạ, lên ngọt xịt bố như thế. Đúng rồi. Còn anh biết sao?
Có coi hả? Anh biết kênh em. Em tên Ngọc phải không? Đúng rồi, đúng, chị cũng biết rồi. Đâu có, chị thấy em ở trên em, chị thấy em quay ở nhiều kênh. Dạ, nói chung là quay cũng nhiều chỗ lắm chị. Nghe cửa chị. Mấy tiếng? Chị cứ để ra cho em đi. Chị cứ để, cặp cặp sát được, sát cho em đi. Được. Rau nhút em. Ủa chị hả? Rau nhút cái chị đó. Rau nhút là xong. Chị mới cắt đôi ra đúng không? Chị làm, chị rửa sạch xong rồi chị làm khẽ đôi cái chồng ra. Dạ. Mà hình như là không có cù nè phải không chị? Chỉ có rau. Em quên một nồi rau. Chị để không có chỗ để. Dạ. Chị để ở dưới. Dạ. Rồi rau nhút thì nhiều quá trời luôn nè. Rồi. Lấy con tôm tôm rồi. Không biết luôn ạ. À. Quá không có tiền em ơi, nhiều khi muốn bán nhiều lắm. Nhiều khi làm đầu cá mà rơi vô cái cảnh mà họ ăn á, thủ dẫn dần rồi còn tanh á. Dạ. Khó chịu mà mất mối như vậy. Nếu mà làm nhiều quá thì mình không có thời gian. Mình làm ít để cho kỹ càng luôn hả chị? Cái đầu nó tại vì đồ của chị là đồ mỗi ngày. Dạ. Chị bán chị mới đi chợ về chị làm, cái mỡ cũng vậy, me cũng vậy, mỗi ngày mỗi tháng. Có mỡ cũng thắng. Trong ngày, rồi, trong ngày luôn chị, không có gì chị làm trước hết. Rồi mọi người đó, đi tủ lẻ. Chị đi chợ chị cũng béo. Rau rác cũng vậy, rau nhút cũng vậy. Mỗi ngày mỗi cái lặng, bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên làm trước cái gì hết á. Kiểu đảm bảo là đồ ăn tươi ngon trong ngày. Đồ chị là đồ trong ngày thôi. Bây giờ mà chị lấy đâu. Nguyên miếng con này là chắc hay quay miếng rồi chị. Đúng rồi em. Chị lấy cho quay đúng sườn. Thôi quá chờ nha. Trời gì em, nguyên con heo hay nữa không? Ngon rồi. Bữa nay tao ngon, tôi ngon rồi. Ngon không, ngon không? Tối đầu em, ngon em bình thường thôi em ơi. Đầu cá luôn nha cả nhà. Đầu hơi bị to luôn, một ngày chỉ bán tầm khoảng 8 đầu thôi. Cho nên hình như là cả nhà nếu mà muốn ăn trước thì đặt. Nếu ăn đầu thì cả nhà đặt trước nha. Chứ không một sở là đến rồi hết nha cả nhà. Đầu rất là to, tô của mình là tôi đặt tô đầy đủ. Hồi nãy giờ chờ quá đâu cũng hơi đói bụng cả nhà ơi. Nên hơi đuối đuối. Dạ. Chờ tại vì biết sao ở đây á, anh chị á, kiểu như khách quen rất là đông nên hình ra cả nhà thấy là nãy giờ đông rất là đông luôn. Cái vị mắm của chị là nêm rất là kiểu đậm đà nhưng mình không có hậu ngọt này cả nhà. Đó là kiểu cái tầm màu hơi vừa vừa mặn mặn. Sao không có hậu ngọt? Tóp mỡ nhiều không? Tóp mỡ lớn luôn. Cái phai nhỏ nữa kìa. Chị làm lớn này kiểu ăn cảm nhận được. Có mẹ chị? Dạ có. Ăn sao? Phải không? Dạ rồi. Dạ. Mắm này à, tóp mỡ. Cá. Thịt cá rất là chắc tươi nha cả nhà. Mà phải chị để cũng hình như mấy cục cá luôn. Wow. Sợ nó dính vô áo quá. Mật tươi. Hồi cơ bản á. Phải là biết không?
cái phần đó topping đó chị làm để nó nguyên liệu tươi, thành ra khi mình ăn vào nó rất là ok về cái topping luôn hả, cả mực, cả tôm, rồi cả heo quay nữa, cái đặc biệt là cá lóc nha, thịt rất là ngọt và thơm luôn. Ừ, kiểu mà bún bún thì cái nước dùng nó rất là đậm nha, đậm đà luôn. Đây đẹp quá nha. Đó. Cái đặc biệt là nước dùng đậm đà và kiểu không hậu ngọt nha. Ví dụ như là gia vị thì cả nhà ở tùy nơi tùy người sẽ có cái gia vị phù hợp. Ví dụ về như vậy cả nhà có thể là thấy mà nó hợp với khẩu vị của mình thì mình lựa chọn ha. Lá ngon. Thịt chắc ngon cả nhà. Rất là nhiều thịt nha. Đầu cá lóc to nên nhiều thịt. Cái tô của mình đặc biệt là 120, cái này là 120 đúng không? Ừ, 120. Cái đầu cá thì Ngọc gọi riêng. Nếu mà cả nhà muốn ăn bún thì có thể là gọi bún nha. Gọi cái phần bún riêng kèm với đầu cũng được. Tại nãy anh kiểu chị không biết gì, tưởng là mình gọi là ăn kèm với cái tô này thôi. Lấy cái đầu đó. Hơi bề chắc, hơi bề tươi luôn, cho nên thành ra là ăn thịt rất là ngon. Cũng như có thể là tham khảo vị trí ở đây nha. Nhiều chỗ bún mắm, nhiều chỗ cả nhà có thể lựa chọn. À, với lại cái phần này nó đậm, gia vị nó đậm nhưng mà nó sẽ không có bị bún, nó không có bị quá trời gắt nha cả nhà. Có nghĩa là nó vẫn vừa khẩu vị của mình nha, nhưng mà cũng có cái hậu ngọt thì tùy theo mọi người thôi. Nói theo Ngọc thì lâu lâu mình ăn cái gia vị như thế này ha, vẫn cảm giác là hấp dẫn, là ngon. Rồi bỏ rau vô, rất là nhiều loại rau và đặc biệt là có cái này là cái cọng bông gì, con nhút mà chị cắt cái cọng ra, bào ra rửa rất là sạch luôn. Rồi, địa chỉ ở đây thì mình không có nhớ, cả nhà nhớ là xem lại đồng lý Ngọc có quay nha, cũng có số điện thoại luôn. Ở xa có thể là cả nhà đặt về, ăn thử nha cả nhà. Ở đây siêu đông luôn là biết là uy tín rồi đúng không? Đó, gợi ý một điểm nữa ở quận 4 cho cả nhà nha. Ngọc ăn tiếp, rồi gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Quá trời cái đầu cá. Bye bye cả nhà. Bye bye. Chị chuyển lại đây là lâu chưa chị? Mới có mấy ngày thôi. À, lúc trước thì Ngọc có quay chỗ chị ha. Gọi là bún nước lèo Cà Mau á cả nhà, ở cái hẻm này là hẻm 100 đúng không chị? Hẻm 100 thì của quận 8 ngay chỗ ở chợ Rạch Ông quận 8 á cả nhà. Thì ngày hôm nay chị có đổi chỗ và Ngọc quay để cho cả nhà mình biết ha, lên để dễ tìm chị hơn nha. Thì lại đây thì cũng mới có vài hôm thôi. Ở đây là số mấy chị? 119 15 m 7. Dạ. Phường 2 quận 8. Nhưng mà nếu nói là hẻm 100 thì mọi người sẽ dễ biết hơn đúng không chị? Đầu Nguyễn Thị Tần, xong rồi là tìm hẻm 100 nha cả nhà, rồi chạy thẳng vào bên tay trái. Vậy là mấy giờ là chị sẽ bán nè? 2 giờ. 2 giờ nghe. 2 giờ. Trời ơi, hôm nay hấp dẫn quá. Hấp dẫn là có đầu cá to nhiều, xong rồi thịt cá xé, rồi tôm. Ở đó là heo quay á chị. Ở lộn thịt khìa á chị, em nghĩ là thịt khìa mà nói heo quay. Có bao nhiêu rồi chị? 40 á chị. Hả? Một dạ. Phần 40. 40 nghìn. Nhỏ là 60, lớn là 70. Dạ. À, hôm nay ở chỗ chị á, một phần cũng không với cái đầu cá là 60 hoặc là 70 tùy theo chị lấy bây giờ mà khi mình cái 70 nha. À cái 70 là cái bự đó hả chị? À bây giờ là chị trụng sơ lại hả?
bự quá nha, bự hơn cái nắm tay luôn á. Lại đây á, thì bây giờ có chỗ ngồi rồi cả nhà, hồi hổm thì đúng có chỗ ngồi nhưng mà hơi nhỏ. Hôm nay là chị mở cái chỗ trong đây, cảm thấy là quán kiểu nhiều bàn hơn ha, ngồi tiện hơn nha, mình ăn mình thưởng thức dễ hơn luôn cả nhà. Giờ này còn là giờ tan tầm nữa thì khách nó đông, kiểu đi qua lại đông hơn. Cái bì đó là phải kiểu nhà làm luôn hả chị? Nhà làm luôn. Thì em quên tên chị tên gì không? Dạ chị tên Ly. Tên Ly, dạ đúng rồi, hỏi rồi á, em quên mất tiêu rồi. Ở nghĩa là mình là có hai điểm của gia đình mình đúng không chị? Dạ. Điểm này là điểm đầu tiên mà em quay video. Hình như em lấy chị để nồi nhỏ ta. Để nồi nhỏ, lớn là mới thức sống. Dạ, có nghĩa là mình nấu ở đây mình đun lên, mình vừa bán đủ thôi hả chị? Cái ga nó sẽ nóng hơn cái nồi điện. Cái nồi điện nóng ở trong vậy mà cái độ nóng nó không bằng cái bếp ga. Nhìn cá đồ mê quá trời. Ở đây nè, anh ơi phim vô đây đi, quay cái cảnh cận cận cho cả nhà mình xem ha. Rất là nhiều đầu cá hấp dẫn vô cùng. Ở giữa thì mình sẽ để rồi là xả cho thơm á cả nhà. Rồi chị cứ làm đi chị, không xa đâu. Rồi có cá xé à. Chắc nguyên cái phần này tháo hơi lâu nè. Cực đó. Dạ. Tại vì không chỉ là làm cho cá nó đừng có còn mùi tanh mà mình còn phải lọc xương ra nữa cả nhà, lọc xương để cái cá nó ngon như vậy đó. Chị làm ơi, chị làm đi chị. Cái này là bồn bồn á cả nhà, bồn bồn ngâm chua. Còn thấy là khi mà chị lại quán này không chỉ bán bún nước lèo Cà Mau mà còn bán thêm mấy cái đặc sản của Cà Mau nữa. Cá đuối, khô cá sặc rồi ha, cá lóc rồi, rồi bồn bồn đó cả nhà ha. Còn về rau sống với rau chung gì chị? Rau sống, rau 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 rau. Tôm cá thôi đúng không? 60 nè. Tại vì do là không ăn thịt khè nên ôi, lấy hai con thêm một con tôm nữa. Quen nhiêu chị? Em bây giờ đá cái khăn cho 60 tiền bún. 64. Mà đi xe đi dọc đường này nhìn vô cái tủ chị nhìn thấy đầu cá hấp dẫn vô cùng luôn á. Thì nãy em chạy tới nói trời chị chân quá trời quá đất luôn, thì đầu cá cũng to cả nhà ha, mình nhìn nó đẹp á, màu xanh xanh của phần xả nữa. Sao chị làm tô rồi chị luôn để hai cái, em tưởng là nấu hai tô hay sao.
thì là cái bún nước lèo Cà Mau của mình là khác biệt nhất là vẫn là cái phần nước cốt này đúng không chị? Đúng rồi. Thì là cốt từ mắm. À, mắm, mắm cá. Mắm cá rô với cá sặc. Dạ, cá rô với cá sặc. Để xe đi. Dạ, xe đi. Đây là một tô đầy đủ hả chị? À, có tôm, dạ, có thịt xé cả nhà. Rồi chị sẽ để miếng rau vô. Nếu mà cả nhà ăn cái dạng mà đầu như thế này thì những cái đầu nó vừa vừa thì sẽ 60 và lớn hơn xíu là 70. Đó, đơn giản vậy thôi. Mùi ở đây rất là thơm. Đi chỉ bắt cái bảng luôn rồi là bún nước lèo Cà Mau 69. Ở đây là địa chỉ trên đó là đúng đúng không chị? Dạ, 15F phẩy là sao ta? Cái con đường này nó khó. Khó thì nói chung ra là 119-15F7. Dạ, của Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8. Số điện thoại trên bảng là của chị luôn ha. Là 0941177187 nha cả nhà, chị Ly. Rồi, hoặc là tạm gọi là bún nước lèo Cà Mau ở cái hẻm 100 đi cả nhà, đó là dễ nhất cả nhà định vị có đúng để mình ăn đúng chỗ nha cả nhà ơi. Đó, có đầy đủ, có tôm, có cá, rồi có thịt kìa, thịt heo kìa. Không có lấy một con dê cho chủ không lấy hẹ không muốn. Bởi vì là bây giờ có chỗ bán rộng hơn nên chị là bán từ lúc 2 giờ luôn không chị? Bán từ lúc 2 giờ. Vậy cái khu mình là 2 giờ đến 2 giờ khi hết chắc cũng 8-9 giờ. Dạ dạ, khoảng khoảng vậy đó, cho cả mình, cho cả nhà mình có thể là tiện á, tiện lúc nào ấy. Hoặc là khó hơn thì cả nhà có thể là điện thoại cho chị đi ha. Số điện thoại Ngọc vừa đọc ở vài phút trước á cả nhà. Rồi điện thoại mình check thử coi chị còn bán không, mình chạy qua mình ăn và thưởng thức cái món bún nước lèo Cà Mau nha. Rồi đến về luôn à. Với ba mình giao phận riêng hết chị. Rồi. Rồi xin miếng rồi. Ba mình về là chủ riêng. Bán từ 2 giờ nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ có Ngọc rảnh thì Ngọc mới chạy ra quay được cho cả nhà. Bây giờ là chiều tối rồi. Cơ bản là nguyên cái mâm đồng cá của chị này cũng vơi dần
rất là trộm vía luôn, bởi vì bây giờ rồi còn rất là sớm cả nhà. Bây giờ là 4 giờ 35 phút thôi. Nãy chỉ có 3 phần về nữa không? Ba phần có em giao giá hết chị. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Đó phần của chị. Ba phần đi riêng đó đó chị. Để chung rồi rồi. Rồi rồi biết rồi chị. Rau sống hay rau trụng vậy? Rau sống hay rau trụng? Rau sống không? Sợi bị Cà Mau như bữa hổm chị nói không? Nó lạ ha, nó khác ha, nó cái gì cộng gì bản hơn. Đúng rồi. Dạ. Dạ, nó mịn, nó sợi nó nhỏ mà nó dài hơn, cái này là vừa phải thôi cả nhà. Chị xong hết một lượt cái có em nhà em hai cô đầy đủ với lại một đầu cá. Dạ. Nhưng mà xong cho khách nha chị. Cả nhà cả nhà ăn một lần nó xong lần sau tự nhiên cái thèm mất cả nhà. Có mấy lần á khô sau khi Ngọc quay khoảng chừng 3 clip xong mấy phải là về sau đó tự nhiên cái nhớ muốn ăn đầu cá, muốn ăn cái loại bún nước lèo này ha. Tại vì á Sài Gòn thì rất là ít chỗ bán bún nước lèo Cà Mau mà kiểu đặc sệt như thế này, đặc gốc như thế này nha. Và đây là chỗ duy nhất mà Ngọc phát hiện. Còn nếu mà cả nhà mình có phát hiện chỗ nào nữa ăn ngon nữa thì nhớ là comment cho Ngọc biết với nha. Rồi Ngọc nhắc lại địa chỉ ở đây là chết rồi, phải nhìn cái số, tại vì cái địa chỉ thì cũng hơi khó. Bây giờ Ngọc sẽ nói về cho cả nhà dễ hiểu. Từ hẻm Nguyễn Thị Tần cả nhà tìm vào số 100 nha, rồi đi thẳng vào thẳng vào ngoài đi. Bên tay trái thì mình sẽ thấy nguyên chiếc xe của chị bài như thế này, ghi là bún nước lèo Cà Mau 69. Chị đi.
đầy đủ là nhiêu chị? Trong tô đầy đủ là 40. Dạ 40.000. Còn thêm đầu cá thì mình cứ tính thêm thôi. Cái đó là chị dằn lại đúng không? Chiều là càng đông hơn, cả nhà. Tại giờ này mọi người cũng đang rất là đói bụng luôn rồi. Còn tô đầy đủ nha cả nhà, gồm có tép nè, thịt kìa, lộn tôm nè, thịt kìa nè, với lại cá lóc mà mình lọc xương là 40.000 nha. Bây giờ là lửng nồi rồi, lúc nãy em lại là đầy nồi nha. Bây giờ chưa có thêm gì trơn là lửng nồi rồi đó cả nhà ha. Bán qua một đợt thôi là sẽ xuống đáy, bắt đầu cái mình chăm thêm nữa. Thường cái nồi nhỏ nhỏ như vậy để nó không có bị quá sắc,
sắc quá thì khi mà những người khách đến sau thì mình sẽ bị đậm hơn á cả nhà. Đấy, bây giờ chị chuẩn bị làm cho Ngọc hai cô. Mình thấy có một cái điều hay này cả nhà, đó là đầu cá lóc của chị có thêm cái phần trứng nữa nha. Rồi trứng cá là hai trứng luôn, thì Ngọc không biết là có phải xác suất không, nhưng mà không biết là hôm nay chị cũng có kha khá trứng thì chị mới cho mình hai cái phần trứng như thế này. Đây là cái đầu cá Ngọc mua thêm, đầu cá thì là chắc là 60.000 quá ha cả nhà, đồng đã 60 hay 70, nói chung là mình gọi thôi, mình cũng chưa biết giá như thế nào. Nhưng một tô đầy đủ sẽ là một tô đầy đủ bún như thế này sẽ là 40.000 ha. Anh quay phim lấy hai con tôm của mình bỏ lên đây để chụp hình rồi. Thành ra là một con nữa nó chui dưới đâu dưới đây rồi. Nãy giờ là mình đang sản xuất hình ảnh cho nên thành ra là cái đầu cá mình không còn nguyên vẹn, chứ thật sự ra khi mà chị bán thì cái đầu cá vẫn cầm lên được luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thôi ăn thôi. Chỗ của chị thì Ngọc đã thưởng thức đâu 3-4 lần. Sau đó là mình mua về nhà cũng ít nhất là 1-2 lần rồi. Thì Ngọc ăn là lúc nào cũng thấy là gia vị nó cũng đậm đà và mùi mắm rất là thơm. Và nếu như mà cả nhà mình chưa biết cái món mà bún nước lèo Cà Mau thì Ngọc xin giải thích thêm là nước à, bún nước lèo đó là cái loại mắm nó nha cả nhà, nấu thành cái nước chứ không phải là nước lèo để mà mình ăn thông thường. Giống như là mình ăn những cái loại hủ tiếu hay này kia là cái phần nước dùng của cái phần hủ tiếu nha cả nhà, không phải như vậy đâu. Lúc đầu sau một thời gian ăn lại thì nước vẫn rất là ngon ha, đậm đà và có cái hậu hơi ngọt ngọt nhẹ, để mình cảm nhận là món này là có một cái gu rất là miền Tây. Không không trộn lên, bỏ rau vô rồi lại là trứng nè, ngon quá ha. Trứng cá lóc mà được hai cái trứng này cũng bự. Béo thơm thông tâm nha. Rồi ở trong cái tô của mình thì sẽ có một miếng cá đâu. Anh quay phim bỏ ở đây hả? Có cái miếng cá nữa nè, cái miếng cá nghe nè. Trời đất ơi, thôi mình ăn cái đầu luôn đi. Cái đầu thì cứ gọi thêm thôi cả nhà. Rồi. Do là bỏ cùng một tô chụp hình cho nó đẹp. Đây, cái miếng cá này là nằm trong cái tô của Ngọc đó nha. Hình như theo Ngọc nhớ là lúc đầu á, mình ăn thì ăn với lại phần nước chấm là me. Rồi bây giờ chị thay đổi thành phần nước chấm ngọt là thế này luôn. Cái nước mắm và chị đã nêm lại theo, chắc cũng có bỏ đường vào để cho nó sắc lại á, nó ngọt, nó thanh thêm không, chứ nó không phải là mặn trong của nước mắm nữa cả nhà. Mình không có cơ hội đi xa để ăn món truyền thống của Cà Mau thì bây giờ mình ngay tại Sài Gòn vẫn tìm được một quán rất là ok luôn nha. Ngon đậm, gia vị mà thơm, đầu cá lóc làm sạch không hề để lại một cái vị tanh nào luôn, cho nên mình cực kỳ thích ăn đầu cá lóc là như vậy. Lần nào Ngọc mua về mà Ngọc không có quay, nhưng mà Ngọc vẫn mua đầu cá lóc để ăn ở cả nhà, vừa chắc thịt nữa, ngon ngọt thịt mà lại không tanh, làm rất là ổn luôn, ổn áp cái phần đầu cá lóc luôn á cả nhà. Trứng nè, béo, kiểu làm mềm mềm vừa tới, béo, thơm, mềm vừa tới thôi, không mềm quá thì nó bị bơ vỡ. Vừa độ này là nó đã ăn nó đã ngon á. Ừ.
vào nữa. Đây là một phần không thể thiếu, bì và thịt khìa không thể thiếu của cái món bún này. Ngọc Ngọc thì nếu như kiểu là những cái bún lịch Sóc Trăng ha, về Trà Vinh thì mình sẽ nói trong một video khác. Chỉ riêng là cái video này mình chỉ nói về cái bún nước lèo mà dạng Cà Mau như thế này thôi, cho nó đặc trưng của từng video luôn cả nhà. Nước lèo ngon, nước lèo rất là vừa hở hỉ với Ngọc luôn. Nói mà Ngọc khen nhiều, nói chung là video Ngọc ăn ngon, Ngọc khen rất là nhiều. Và nếu như mà cả nhà thắc mắc là có độ ngon có giống như vậy hay không thì mời cả nhà lại đây thưởng thức nha. Cái lần sau này có cái địa chỉ, Ngọc thì hay bị không rành, cả nhà thấy không? F đó, cái địa chỉ ở trên đó 15F của Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 có số điện thoại luôn. Nếu mà không biết đường thì cả nhà có thể điện thoại cho chị để chị chỉ đường nha. Ngọc thì đọc địa chỉ lúc nào cũng sẽ bị sai, cho nên thành ra khi mà đồng clip Ngọc sẽ để cái địa chỉ ở dưới phần mô tả chỗ này, không với phần là cái phần dưới này video nè, cho cả nhà mình tiện theo dõi, để khi mà mình muốn đi á mình chỉ cần chụp màn hình lại, mình để đó, mình lưu lại đó và mình search Google Maps và mình đến thôi cả nhà ha, không cần lục lại luôn. Rồi cơ bản là video hôm nay là một video quá ok. Và bạn nào ăn rồi thì nhớ comment cho Ngọc biết với nha. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà của Ngọc vào những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố. Và sẽ có những món bún nước lèo của những miền, của những cái vùng khác, tỉnh khác nữa, để cho cả nhà mình có nhiều trải nghiệm ở Sài Gòn hơn. Bye bye cả nhà. Bye bye. Dạ 50 thì bắt đầu mực em. Dạ. Ăn rau sống hay rau chục? Rau chục. Đủ thứ rau ha. Nhìn rau đầy đủ quá, ngon quá. À, rau muống, bắp chuối, đặc biệt là không thể nào thiếu được cái đó là bông súng đúng không chị? Bông súng, kèo nèo. Xin chào cả nhà Sài Gòn Phố. Cả nhà ơi, hôm nay Ngọc đang ở số 380 của đường Nguyễn Huy, phường 10, quận 8 nha cả nhà. Hôm nay sẽ video này sẽ có hướng dẫn đường cho cả nhà để cả nhà có thể đi được. Hồi lúc trước thì khi mà Ngọc có nói, nếu mà những clip trước mà cả nhà mình theo dõi kỹ thì sẽ biết được là Ngọc sẽ hướng dẫn cái hẻm 520 quẹo vào từ đường Nguyễn Duy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn theo một cái đường khác để cả nhà mình có thể là tiện đến hơn. Tại do là nằm ở khu dân cư cho nên thành ra hơi khó nha. Nhớ phường này là phường 10 nha, địa chỉ ở trên đây. Mình có quay hết luôn á, mà có những clip á, giống như cả nhà mình không xem kỹ thì có thể là sẽ hơi khó để biết địa chỉ đó. Cả nhà thấy là đầy đủ luôn. Ngày hôm nay là thứ hai, chị sẽ bán bún mắm với lại phần gỏi cuốn. Có số điện thoại chị Loan nha, cả nhà có thể là dễ dàng điện thoại chị cũng được đó. Có menu nha cả nhà. Đó, hồi anh quay phim, anh quay phim sẽ đi ra cho cả nhà xem cái tủ ngày hôm nay. Ok quá trời luôn. Hầu như là ngày nào chị Loan cũng sẽ trưng đẹp, rất là đẹp và rất là bắt mắt như vậy luôn cả nhà. Nguyên gian hàng của chị nha. Ngọc sẽ quay nhiều cái video về cái cảnh toàn nhiều hơn, không phải là những là cảnh cận nữa mà cảnh toàn nhiều hơn, cho cả nhà mình dễ theo dõi và dễ định vị được nha. Đây cả nhà, chỗ của chị Loan nè. Đó, chỗ chị Loan là số xa xa là sẽ trên đó là sẽ có 380 của Nguyễn Duy ha. Rồi giờ mình sẽ quay ra cho cả nhà xem nha. Quay ra để cho đi cái con đường khác này cả nhà. Tại vì do là bữa hổm mình đi Nguyễn Duy đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉ cả nhà là quay con đường khác. Đó, đang đi ra nè. Thấy không? Quẹo hồi nãy là quẹo trái đúng không? Rồi mình đi ra là sẽ đố cả nhà là gặp đường gì. Rồi đi đi. Đó, ra thẳng đây. Cả nhà thấy cái hiểm không? Cái hiểm này là hiểm 915 của đường Hưng Phú, quận 8 nha. Rồi bây giờ đi vậy ra cho nó dễ, cả nhà chỉ cứ chạy đường Hưng Phú xong kiếm hiểm là 915 Hưng Phú. Đó là cái cầu Phạm Hùng, là mình theo quẹo hướng phải nè. Hướng phải bên đây là của Phạm Hùng ha. Rồi nếu mà hướng trái bên đây thì sẽ là ra chợ. Hướng trái bên đây sẽ là ra của chợ Sớm Tuổi, quận 8. Rồi bây giờ dễ hơn chưa cả nhà? Quá dễ rồi đúng không? Ok. Đó là tô này đủ quá hả chị? Tô này tô bình thường là 40. Là ở trong đó lại có heo quay hả? Chả hả? Cái này là chả chả cá. Chả cá. Dạ. Nóng hả chị?
Nóng quá. Chả cá rồi chả lụa, có chả ớt nữa hả? Ớt chị không ăn ớt thì thế cục củ qua. Dạ, với lại có mực nữa đúng không? Có hình mực. Như chị em thấy chị để là rau mực à. Đúng rồi. Dạ, 50 thì mở rau mực em. Dạ. Ăn rau sống hay rau chục? Rau chục. Đủ thứ rau ha. Nhìn rau đầy đủ quá, ngon quá. À, rau muống, bắp chuối, đặc biệt là không thể nào thiếu được cái đó là bông súng đúng không chị? Súng, bông kèo súng, nèo, rau đắng. Kèo nèo. Đi ba cổ ra chỗ thì nó vậy thôi. Ừ. Thấy góc nào? Alo. Còn ngày hôm nay là chị bán thêm cái gỏi cuốn để kèm nữa. Dạ. Chị thí dụ là nước mắm, lẩu mắm, mắm này là mình từ mắm gì chị? Mắm chị sạch. Đây đây em để cho em để mắm sạch, mắm linh. Dạ, mắm cá sạch với cá linh. À, mình lấy cốt cái nấu thành nước dùng á cả nhà. Cho nó sôi. Hình như em nhớ ông làm là một cuốn là 7.000 đúng không chị? 7.000 đúng không? Dạ. Gần đầu bên đây cũng được rồi. Cái này bên là Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi. À đấy hả? À, khách quen của chị. À dạ. Ủa sao chị biết? À lần trước là ghé ăn rồi á phải không? Dạ. Mình ăn có thể là sợi bún lớn hoặc là sợi bún nhỏ. Dạ. Dạ. Trong tủ nhìn này hấp dẫn quá. Nào là có cái chả cá mà chả cá dạng có đậu à. À bọc đậu nè, xong rồi khổ qua cà ớt phải không chị? Thường thường người ta gọi vậy đó. À. Rồi có đậu bắp quấn chả cá. À, heo quay nha, chị mới để heo quay vô cả nhà. Rồi có mực và có thêm tôm nữa. Đó, mấy cái món thì làm bún mắm thôi. Nhưng mà Ngọc thấy là chỗ chị thì nêm gia vị hầu như là nó cũng đậm đà theo hộp của Ngọc, cho nên là Ngọc đang muốn quay hết menu cho cả nhà mình luôn. Cái kia là đậu xe. Đó cái mày đậu xe giờ lên đậu đây. Đậu xe đó. Mày còn quay đầu đợi nữa trời ơi. Giá thẻ được luôn em. Tôm đậu bình thường đi. Tôm đậu mực tôi quay cho chồng em mới để. Sao? Em cho em thêm cái trứng cút. Trứng cút phải không? Không giống vậy mà. Tôm đậu mực tôi quay trứng cút. Mắm đậu quay trứng cút hả chị? Nè, tôi qua đặt tiếng hết. À, có nghĩa là ở trong là trứng cút, ở ngoài là bọc chả đó cả nhà. Giống như trái ớt của mình thì ở ngoài cũng sẽ là bọc chả xong rồi là ớt. À, hình như ớt thì phải dồn vô đúng không? Ớt là dồn vô đúng không chị? Đúng rồi. À ớt thì dồn vô, còn ví dụ dạ. Còn nếu mà là chả kia giống như kiểu cộng cho xô đũa, cộng đậu đũa thì sẽ là bọc ở ngoài bằng chả. Đó là như vậy. Khổ qua cả ớt. À, thêm mực đồ đầy đủ luôn là 50. Còn cái phần gỏi cuốn là chị có hai loại đúng không? Có đúng tương rồi. Tương chấm hả chị? Đúng rồi, tương với mắm nêm luôn em. Dạ, mắm nêm. Lấy em à. Quay trứng cút cũng kêu tôm mực cho quay không? Hai bịch đi chị. Rồi, hai bịch. Ngân ơi, tôi ra phụ Ngân ơi. Một bịch thì không lấy thịt. Khoan, đợi chút xíu ha, để nấu hai tô. Nấu nghe điện thoại chị quên. Có phần cái gì không? Mấy phần em, mấy phần. Hello nghe. Hôm nay bún mắm phải cuốn. Tôm mực ớt ở đâu? 244 tôm mực ớt phải không? Rồi rồi rồi. Alo. Rồi chứ.
giá, không biết rau đây, còn quý giá là đầy đủ con mẹ, đúng không? Thôi hôm... Ghi vô đi, ghi vô đi. Hôm chủ nhật ấy lắm hả chị? Vui ha, đông vui quá. Nhưng mà khách lạ cũng rất là nhiều. Nghe luôn đi, nghe luôn đi. Menu là nếu mà cả nhà theo dõi đến đây thì đầu clip mà cũng đã nhắc rồi nha. Menu là chị sẽ bán là mỗi ngày mỗi món bún mắm và gỏi cuốn vào ngày thứ hai vậy cả nhà. Hãy nếu mà cả nhà mình có đi chuyển đi á, khi mà đi á, thì cả nhà coi kỹ clip giúp Ngọc nha, coi kỹ clip giúp Ngọc và Ngọc cũng sẽ cố gắng để quay nhiều, gọi là nhiều về đường đi hơn cho cả nhà mình tiện để có thể theo dõi. Rồi phần như vậy thì đang làm là có đậu mực, có tôm, có chả luôn luôn, chả ớt đồ này kia luôn là 50.000. Tới giờ rồi đó chị. À có, hồi nãy giờ em thấy có chả lụa, em không có thấy luôn á. Có chả lụa nữa đúng không chị? Đúng. Dạ. Tô như vậy là 50.000. Ngăn 20. Tụi đồ ngăn gà. Đây em bao bao tương không mắm? Chị sợ mà. Tương mà mắm. Đây vô. Một phần ba cuốn ở đây ai lại trước? Cái chị này rồi. Rồi cái chị ngoài đây là tới hai phần bên đây. Chị ăn rau sống hay rau trụng chị ơi? Cái nhà rau sống hay rau trụng? Trụng phải không? Ủa trên mạng là ra nè. Để trên đây nhiều quá nó héo hết. Dạ. Mình phải lấy ra từng đợt từng đợt. Theo như Ngọc sọt trên Google á cả nhà thì vẫn có rất là đầy đủ luôn. Ngọc sọt nè, Ngọc sọt nó ra mà cả nhà, sao vậy? Đó, phường 10 nè. Mình cứ sọt là 380 Nguyễn Duy, phường 10 quận 8 là sẽ ra đúng vị trí nè. Rồi. Oh, thấy chưa? Hẻm này là đầu hẻm của Nguyễn Duy là đầu hẻm của 520 nè. Nguyễn Duy đâm vô 520. Đó, qua ba cái lô này, hai cái lô này là sẽ tới nhà. Quá dễ. Mà hôm qua giờ Ngọc bị la là vụ sai đường, Ngọc không biết lý do tại sao nữa. Tại đây đông quá chị ơi. Rau giá sống hết luôn. Mắm nào đó. Cái mực không cái đầy đủ. Cái mực không cái đầy đủ. Cái mực không cái đầy đủ. Cho con tụng mắm rồi. Đây xong hai phần rồi tới nha. Cuốn hồ làm đi. Cho ba chị chấm nha chú. Rồi. Một phần mực xong nè. Khó thiên á. Sao? Không biết giờ để ghi nè. Khỏi phần để ghi. Mỗi phần để rau giá ghi hết phải không? Nước chấm. Cái bịch mực đó cho hai bịch kia. Lấy bịch 3 bịch vàng luôn. Thí dụ như là bún mắm ở cả nhà thì chỗ nào có thể là cũng có, nhưng mà quan trọng là mỗi cái chỗ thì có gia vị nó sẽ khác nhau. Và đặc biệt chỗ này Ngọc nghĩ là theo Ngọc nhìn như này với lại phần topping cũng như là cái gia vị chị nấu hồi hổm giờ mà thưởng thức 7 ngày 7 món thì Ngọc nghĩ là gia vị này rất là hợp với chúng mình, bởi vì nó sẽ có cái gia vị đậm đà và có cái hậu nhẹ nè, tự cột với ha. Đó, thơm, ngồi ở đây rất là thơm. Bởi vì cái đó là phần cốt mắm nha. Cốt mắm chỉ lượt ra xong mới làm được. Và cái màu này thì nó hơi đậm đậm như vậy cam. Nghĩ là cũng sẽ có bí quyết. Rồi, thêm cà nữa. Nên mình múc hai bịch rau cho em này đi ngăn lên. Ở đây mấy phần em? Một phần bình thường phải không? Wow, thấp quá, thấp hơn. Trộm vía. Năm chục nha chị. Dạ. 50 là sẽ có thêm cái đầu mực nữa. Ăn đầu mực không đầu mực thì chị sao? Ăn đầu mực phải mình. Không, chị làm sao tô 50 cho em mà được rồi chị. Không có để đầu, chị thích thêm dạ. Tôm cho em. Dạ, dạ, dạ. Tôm khỏi để đầu. Dạ. Thêm tôm với thằng quay chị. Rồi, đợi bạn thôi. À, tô của phải lên vô. Rồi, tô 50.000 của Ngọc Lê nha cả nhà. Bún mắm nè. Tô bún mắm của chị. Ngon quá à. Tự nhiên mình bị gián đoạn một khoảng thời gian cái xong đều quay lại menu, không biết cả nhà mình có còn nhớ không nhỉ? Rồi, đây là đầy đủ 50.000. Cái này là... Cái là cái gì ta? Trứng cút ở trong đúng không cả nhà? Cái đó là bông... À, gì? Bông cải. Bông cải hả chị? Có cái trứng cút không chị? Trứng cút đây. Không, nhưng mà thêm vô là phải thêm đúng không? Dạ. Em ăn trứng cút
Cho em cái trứng cút. Rồi, cho nó đậm mà. Dạ, cho nó hoành tráng nha. Cái này là mình ăn thêm nha. Tô bình thường là 40. Như tô này là chắc khoảng hơn hả chị? 50 hả? Dạ. 50.000. Rồi. Đó, cả nhà ơi, bây giờ mở luôn. Đây, mấy cái món này là không thể thiếu nè, cù nèo nè ha. Bông súng nè ha. Rồi xong rồi có cả thêm rau muống, rau đắng Ngọc không có biết ăn, Ngọc sẽ để ít thôi nha. Bạn nào mà thích ăn thì cứ bỏ vào, rau của chị khá là đầy đủ để ăn bún mắm luôn. Rồi bây giờ hấp thử nước đó. Thiệt ngon, thấy chưa, biết mà. Mình đón là mình có nghĩa là mình nhìn cái nồi nước lèo xong rồi mình lại liên kết là những clip trước mình đã từng quay rồi ở chỗ Kỳ Loan rồi, thì Ngọc biết là cái gia vị nó sẽ rất là hợp với mình. Bún mắm thì phải đậm đà như này ăn mới ngon chứ cả nhà. Đây là chấm với lại me, rồi trứng cút, chả bọc trứng cút. Lâu quá ăn chưa. Còn thiếu cái món nào nữa? Thiếu cái trứng cút nữa. Không ăn ớt ha. Ừ, chả kiểu nó sẽ dai. Được phải, được cái là khi mình cắn cái phát đầu thì nó không có bị hôi dầu á cả nhà. Ngon. Bọc cái súp lơ lên đây. Chả cá bên ngoài bọc súp lơ. Chả cá ăn cái nào cái nấy vẫn giữ phong độ là nó không có bị dầu ha. Như vậy thì làm cho cái tô mình nó ngon hơn. Cái cách chọn chả cá tôi nghĩ là cũng sẽ lưu ý á cả nhà. Chị Loan, cái này là chiên, tự chiên hả chị? Hả? Cái bọc chả này là tự chiên hả? Không có được không, chị lạnh mối, mối nó làm. Lạnh mối, nhưng mà ngon. Dạ, giống như được chọn lựa. Súp lơ bỏ ngoài, cái dọc thêm cái chả nữa. Thì mình gọi chung là khổ qua cà ớt đó cả nhà. Thường ngày cả nhà ăn khổ qua cà ớt nó cũng giống vậy đó. Rồi, theo quay. Ủa, cái gì đó? Ngon quá. Bắt đầu đi bé bé. Là chốt bốn bịch lẹ. Vào đây thì có nhiều khách lạ, cho nên hình ra là khách lạ thì mình coi clip thì có thể là chưa coi kỹ thì sẽ không thấy đường. Nhớ là cả nhà nhớ đây là phường Ngùi Ngọc nha. Thật cho bản đồ là có thì cả nhà ăn tí Ngọc sẽ nhận đường ngay đầu clip cho cả nhà luôn nha. Nhớ coi lại đầu clip nha. Ngon ngon ngon. Rất là rất ngon. Tất cả đều rất là hòa quyện. Sực. Đặc biệt là phần nước súp, nước lèo rất là ngon. Vừa chín với khẩu vị của Ngọc luôn á cả nhà. Có nghĩa là đậm đà khi mà có hậu ngọt nhưng mà nó không có bị quá nồng để bị bướng, bị khó ăn. Có nghĩa là hầu như Ngọc nghĩ là cái này là mấy cái kiểu cô chú lớn tuổi cũng sẽ ăn được nha cả nhà. Rồi bây giờ chuyển ăn cuốn đi, có sẵn cuốn luôn. Món này ngon, Ngọc đã từng mua về nhà ăn rồi, thử nghiệm rồi ăn ngon, ăn mấy lần luôn rồi. Hôm nay mới quay lại cả nhà. Rồi chị phải đợi rồi phải đem phải cho. Cái cuốn này ngon không chỉ là phần tai heo, không chỉ là phần bún bánh tráng, mà đặc biệt là cái phần nước chấm mắm này rất là ngon. Chị thử lại ha, nêm nếm gia vị lại. Vẫn như câu cũ là nó vẫn có cái hậu rất là kiểu nó đậm đậm, ngọt ngọt, nhẹ nhẹ gì đó. À, xong mình nó sánh bởi thơm thơm chua chua dịu của khóm nữa. Thử lên rất là ngon cả nhà. Một tuần lần hả chị? Dạ, có nghĩa là hết tuần này là ngày hôm nay là gần cuối tháng rồi, chủ nhật. Dạ. Dạ. 7 chủ bán. 6 7 chủ nhật bán lại. 6 7 chủ nhật bán lại. Tảo mộ. Dạ. Đó, ở nhà nghe chị nói rồi đúng không? Lại có cái lịch nghỉ vào tuần sau nha. Bây giờ là để Ngọc phải coi ngày hôm nay là ngày mấy để không nói tuần sau mà clip nó lên là giờ nào đâu có biết đâu đúng không cả nhà. Chờ Ngọc xíu. Ủa này có ngày sao vậy?
coi điện thoại. Ở đây nhắc lại địa chỉ là số 380 của đường này là đường Nguyễn Duy, phường 10, nhắc lại nhiều lần là bởi vì phường 10 mới đúng là vị trí của chị, và quận 8 nha. Ở đây là ngày 27 thì tuần sau là tầm khoảng một tây tháng 4 trở đi đó cả nhà cứ canh theo tính lịch thôi. Hôm nay là 27 tháng 3. Ok. Thứ hai mới có bún mắm nha. Thứ hai mới có bún mắm với gỏi cuốn nha. Gỏi cuốn thì hình như có những ngày còn lại vẫn có. Giống như thứ hai nè, thứ tư nè. Thứ sáu vẫn có gỏi cuốn, nhưng mà bún mắm là đặc biệt là vào thứ hai và cả nhà mới tìm được nó nha. Ok, ngon nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Mình kết thúc clip đi, để dài quá lan man. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Bye bye. Đây đây. Bán của chị nó ngồi như vậy đó mà xung quanh. Rất là gần gũi luôn nha. Bye bye. Sao đi nhiều với dân ăn nhiều rồi sao lúc ra được. Hi, Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Bây giờ Ngọc đang ở số 111, ba số 1 nha cả nhà, của đường số 29 Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha. Ngày hôm nay thì Ngọc sẽ đi ăn bún mắm và giới thiệu đến cả nhà nha, bún mắm. Tại ở đây quán tên là bún mắm trái ớt nha. Hay là anh đang làm tô cho khách luôn. Ngọc thấy là rất là nhiều loại topping và cái tổ chưng siêu đẹp luôn cả nhà. Thì vô đây cho cả nhà xem. Đây là đang làm tô đầy đủ quá nè. Có vẻ vô cái khách đều chọn đầy đủ là nhiều hoặc nhất. Là khách hay chọn là tôm miếng mực hay kiểu hải sản à, kiểu hải sản không khỏi thịt heo rồi này kia hả? Kiểu là cái bún mắm này mình có biểu xuất phát từ đâu không anh, hay là theo ý tưởng ở Cần Thơ thì nói chung là mắm thì là kiểu miền Tây ha. Thấy miền Tây là rau nhiều như vậy là miền Tây thường là nấu bằng mắm này với cái kiểu này. Dạ. Đặc biệt là có bông điên điển, có đầy đủ các loại rau, bông điên điển, rau đắng với lại cái gì ta? Bông súng củ nèo. Bông súng củ nèo rồi đó. Đó là mấy món rau mà nó rất là đặc trưng của miền Tây cả nhà. Còn cái hương vị mắm là giống như mình nấu cũng theo kiểu miền Tây ha. Đúng rồi. Hầm xương rồi. Hầm xương lấy nước. Kiểu mình lấy độ ngọt từ đó, rồi từ thêm mắm rồi này kia nữa. Đúng rồi, phải có ngải bún mà, đặc biệt là phải có ngải bún, có cái mùi ngải bún mới là đặc trưng của anh. Là mấy cọng này là mấy cọng ngải bún thôi đó. Dạ, cái cọng vàng vàng á. Ôi cá nó nhiều hết trơn luôn rồi. Mắm nó nhiều hết trơn. Còn xương không mới được nha. Dạ. Nhưng mà mình có thể bật mí được là gồm có những loại cá nào không? Không thể bật mí được. Không lẽ bật mí được. Ủa cái này là cái thân mình nấu luôn hả? Đúng rồi, anh nấu rồi. Mình đã nấu rồi. Để trước mình có học bếp hay gì không? Hay là có như anh đồ ăn không? Anh là hướng dẫn viên du lịch thì anh sẽ đi nhiều với dân ăn nhiều rồi sau rút ra được như vậy đó. Dạ. Kiểu là mình rút ra anh đã thích nấu ăn rồi. Rồi khi mà anh đi nhiều và ăn nhiều thì anh sẽ có kinh nghiệm ăn uống, có tinh thần ăn uống. Tôi em tưởng là gia truyền. Cái này gọi là một nang đúng không ạ?
Dạ. Nhưng mà rất là giòn. Đúng rồi, cảm giác nguyên con đúng là ok, ngon. Tô này là đầy đủ là 40 ngàn thôi cả nhà. Học thấy theo mà kiểu 40 thì nó đồ ăn nó đã nhiều hơn cái giá tiền á. Tại vì Ngọc thấy là có hải sản rồi nó rất là ok luôn. Cái miếng trà đá nó còn thơm, thơm dứa hơn á. Cái gì trà đá hả? Những cái trà đá à. Trà đá là giống mình để lá dứa cho nó. Hay là trà lá dứa. Trà lá dứa à. Đây, một tô 40. Sao cái mắm em có cảm giác cái mùi cái gì cái màu nó hơi hơi đậm hả? À không phải là màu nó hơi đỏ sáng ở đỏ đúng không? Không thì đỏ. Do anh cái màu điều á. Anh sáng làm cái màu hạt điều để vô chứ hoàn toàn là nó không có màu á. Dạ. Màu điều hạt điều nó rất là tự nhiên rồi. Thì hôm nay chắc là do anh để nhiều. Màu nó không sao đâu. Dạ. Rồi xong hai tô. Bây giờ anh sẽ bỏ cà qua bên đây nhìn cho nó đẹp. Dạ, dạ. Xong nó thêm nước sẽ cho nó đầy đầy vô rồi. Ở đây là một cái công đoạn làm nước lèo nha, nấu nước lèo nha cả nhà. Thì anh sẽ để cà vào để luộc trước xong rồi mới bỏ vào nước dùng. Món bún mắm thì sẽ không thể thiếu là phần cà tím của mình. Giống như cái nồi bên đây là anh đã nấu trước rồi. Rồi đúng rồi, anh đã nấu từ sáng sớm một nồi rồi. Bây giờ sẽ nấu chiên và nói chung là nấu liên tục vậy đó. Dạ. Chiên ra, không nấu một lượt hết. Chứ có nghĩa là mình không có nấu một cái nồi rồi. Siêu to. Không, không. Anh có nhưng mà theo kiểu đó thì nó không được ngon lắm hay gì theo anh ý anh mấy món gì không nhiều. Hai tô đó cả nhà thấy trong đây là các loại mắm anh bỏ vào rồi nha, rồi có cái cọng ngải nữa đó cả nhà ha. Rồi nước cứ hồi nấu sắc ra với lại nó sẽ nhừng xương ra thì nó sẽ được nồi nước lèo của bún mắm. Nếu mà một tô đầy đủ của mình thì bao gồm có những cái loại nào anh? Là có tức cơm, mực, heo quay, chả chiên với chả ớt. Dạ. Nghĩa là trên tủ mình đầy đủ. À có chả chiên nữa hả? Lạ nha. Chả chiên lã này nè. Lã này là chả chiên. À. Nhưng mà thường ngày em thấy là có chả cá đó hả? À thì chả cá chiên. À chả cá chiên đó hả? Chả gì có bông điên điển rồi cái đó là gì ta, rau đắng hả? Rau đắng. Rau đắng tất cả trên tủ trưng đẹp quá trình. Như vậy là một tô đầy đủ anh hả? Đúng rồi, tô đầy đủ. Một tô đầy đủ này là với giá bao nhiêu? 40 ngàn. 40 ngàn mà nhiều topping vậy anh? Hay là anh bán hơi rẻ, kiểu mới thử giá để cho quảng bá cho mọi người biết về bún mắm lên đó. Chứ thật ra 40 ngàn không có lời. Tại vì em thấy là đâu để coi 1 loại, 2 loại, 3 loại, 4 loại, 5 loại, 5 loại topping. 5 loại topping mà có cả mực với tôm là hải sản là có nó hơi mắc đúng không? Ở anh của chỗ anh là rau là sẽ thoải mái, rất là nhiều rau, ai muốn ăn bao nhiêu cũng được. Rau là mình cũng sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 loại. 7 loại rau. Để pha rất là nhiều nước luôn nữa. Mình chỉ là nấu mắm thôi, lượt mắm thôi. Cái này là ngải bún đặc biệt rồi, phải có ngải bún.
trong ngày bún. Đặc biệt ở đây sẽ niêm mặt phèn chứ không còn gì khác thì phèn thì sẽ thành thật. Chỗ mình có trên app gì không anh? Ở mình app của Shopee, tất cả các app luôn á. Thì mà ở trên app là phải họ có đơn lại anh làm. À dạ. Trên app thì mình cũng tìm là bún mắm trái ớt hả? Ừ. Em thấy mình có nhiều loại rau mà mình lại thiết kế theo cái tủ á. Nhìn chất rau rất là đẹp luôn, nhìn từ bên ngoài xinh đẹp. Đó là ý tưởng riêng của mình á. Từ Cần Thơ tới giờ đây luôn. Dạ. Có nghĩa là mình bán là mình có mấy chi nhánh anh? Có ở Trà Vinh. Đúng rồi, ở Trà Vinh dưới đây nè. Dạ. Đây ngồi đây có con. Dạ có con ngồi ạ. À. Dạ. Dạ. Bây giờ lấy ở đây thì Ngọc thấy là anh có mắm me. Mắm me làm sẵn xong rồi bên kia là có muối ớt nữa nhưng mà mình phải ăn mắm me nha cả nhà. Đấy. Mình sẽ ăn mắm me. Ở đây là bún mắm trái ớt nha. À, kiểu tên quán là như vậy nhưng mà kiểu đặc trưng thì chỉ là nhìn vô đây là có rất là nhiều loại topping luôn nè. Topping lúc nãy là cả nhà thấy trên tủ, cái tủ hả? Chân siêu đẹp luôn, Ngọc cực kỳ ấn tượng với cái tủ luôn nha cả nhà. Lần đầu tiên mà mình thấy ở trên mạng là mình đã cảm giác được là wow, cái tủ này chân đã ghê. Rồi bây giờ Ngọc sẽ ăn thử, trước mắt là mình sẽ thử cái phần mà nước dùng nước lèo như thế nào. Cái mùi bún mắm rất là gọi là có nghĩa là nó thơm á, nó nồng, nó thơm á cả nhà. Kiểu cảm giác là rất là sắc nha. Bỏ miếng rau nữa. Mà cái mùi nêm nếm của cái bún mắm nó rất là giống như kiểu đậm đà cả nhà, cho nên thành ra là khi mà mình nếm vào là mình thấy nồng cái gia vị, cái phần mà mắm ở trong đó, đồng nghĩa là cái khúc mắm rất là nhiều, cho nên thành ra là mình cảm nhận được là rõ ràng như vậy, có bông điên điển là rất là chất miền quê luôn. Để luôn ngon. Hậu vị à, kiểu đậm đà. Cái hậu ngọt thì nó chỉ có chút chút ít ít thôi cả nhà, nhưng mà cái hậu vị chung thì nó sẽ đậm đà. Một tô như vậy 40.000. Nếu mà trong Sài Gòn mà Ngọc từng ăn ở trong những cái quán Sài Gòn thì Ngọc nghĩ là tô này ít nhất cũng phải bán 65.000. Rồi, cái này mực nha. Kiểu cảm giác rất giòn, nó thực sự sực, rất tươi. Dù là Ngọc cảm giác được là cái gia vị mắm nồng nhưng mà kiểu nhiều quá cả nhà, nhưng mà nó không có bị gây cho mình kiểu khó chịu, nó bị bướng cổ họng. Tại vì nhầm khi đó, anh nếm gia vị lại với lại phần á là cũng có xương, nước xương á, cho nên thành ra là nó sẽ dịu dịu thôi chứ nó không có phải bị quá kiểu ngấy hay là có mùi nồng quá khó ăn nha cả nhà. Cái mắm rất là thơm á chị lên. Ăn lóc ra bỏ vô. Thường á thì cả nhà có thể là ăn rau sống thì cái nhìn dĩa rau nó tươi hơn. Còn tại Ngọc ăn rau trụng cho nên hình ra là nó sẽ như vậy nha. Đặc biệt là có cù nèo đồ này kia nó rất là hợp với cái vai á. Cái vai của cái món miền Tây nha cả nhà. Món miền Tây bông điên điển rồi hả, cù nèo, bông súng rồi là rất là giống cái vai miền Tây, cái vai Nam Bộ đó. Đặc biệt cái tô phong phú nha. Tô này mà Ngọc ăn chắc cũng không hết á cả nhà, tại Ngọc ăn ít á. Đây. Cái này hình như là hấp chứ không phải chiên. Tôi Ngọc thấy là cái phần ruột ở trong nó không phải là vàng theo kiểu mà chiên có dầu đó nè. Ok. Nói chung là tất cả mọi thứ là kiểu ăn một cái tô rất là hòa quyện và giá cả lại còn
rất là phải chăng cả nhà. Cho nên nếu mà cả nhà ở khu vực vòng vòng đây của ở đây là của Bình Tân đó, thì cả nhà có thể là ghé thử ha, ghé thử. Ngọc nhắc lại địa chỉ nha. Ở đây là số 111, là có nghĩa là 111 của đường số 29 phường Trịnh Bình Trị Đông B, quận Bình Tân nha. Rồi, nếu mà cả nhà vòng vòng đây thì ghé thử đi, rồi nhớ là cho Ngọc feedback cả nhà ăn như thế nào nha. Đó. Nói chung là Ngọc thì cơ bản Ngọc ăn Ngọc thấy là ok. Rồi nếu mà ví dụ mà cả nhà thích nữa thì mình có thể là ăn lâu dài, tại vì chỗ anh bán thì hình như là cả ngày đúng không? Hồi nãy Ngọc quên hỏi mất tiêu rồi. Sáng sớm là bán đồ ăn sáng luôn á, ý nghĩa là bán cho mọi người ăn sáng luôn á, 6 giờ vậy đó. Bán cả ngày luôn cả nhà. Ok, có thể tham khảo địa chỉ ở đây nha. Sẽ ăn tiếp và hẹn cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Quay cái dính mặt tôi vô. Anh mà anh ăn lâu lắm rồi hả? Ăn được 2 phút rồi. Không, ý em nói là hả, ăn ở chỗ của má nè. À, ăn đây cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Món nào cũng ngon luôn hả? Cái nào cũng ngon vừa rẻ, đồ tươi không à. Ai trước ạ? Xin chào cả nhà Sài Gòn Phố nha. Bây giờ Ngọc đang có mặt ở hẻm 245 Trần Quý nha cả nhà, phường 16, quận 11. Thì ngày hôm nay mình quay ở chỗ má nuôi tiếp nè, cho cả nhà nè những món, nhiều món chưa quay đó. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 thì sẽ là bán bún mắm và bánh canh cua. Cố định vẫn không có món bánh canh cua trong đây cua nè. Tự 100, 120, có bán nửa con nha. Xong rồi tôm này to quá trời to luôn đó, nói chung là thuộc dạng to cả nhà, có heo quay đồ này kia ha, tại vì bán hai món mà. Đúng rồi, nguyên bên kia là bên mình bán luôn á hả? À, ngồi bên đó. Hôm nay vẫn là một món cố định là bánh canh cua hả chị ha? Dạ, ở trên thì là bún mắm nha cả nhà. Lấy em hai phần bánh canh cua tôm. Một con cua thêm tôm mà chị. Hả? À? Cua hí thêm tôm mà. Đúng rồi. Dạ em xí được không? Còn khách ở trong nữa hả chị? Có mấy phần lận đó. Nghĩ lại đi anh. Nó muốn ăn thêm đi mà chị. Muốn ăn thêm. Bánh canh nó tôm nhỏ chị đem về. Dạ xí lại. Muốn thêm quên. Không có quên, ăn luôn quên mê dục thôi, tôi đi chụp mà. Không có rồi mà chưa vô tôi đi chụp. Để bưng luôn rồi, dạ lâu lắm bưng cái chợ hết bún rồi. Đừng bỏ cà vô nha, bỏ bỏ cà đi. Ok. Để cà bắn gì khác. Ủa chị, đấy là hai bún bánh xong rồi, hai bánh canh lấy gì vậy? Tôm chả. Có rồi má. Hai phần bánh canh. Ông tôm
quay với lại mực nha cả nhà. Em ăn mắm luôn hả? Dạ đúng rồi. Một phần trước. Em tôi một quay. Em ơi lấy ớt không em? Em lấy một phần cũng mắm coi em ớt không? Dạ, ớt luôn. Dạ. Đứng theo em trai đứng phía sau em quay phim hai phần gì? Ba phần hay sao quá chị? Bao nhiêu phần? Em kìa, nói với chị kìa. Tôm nha, tôm cũng to nha cả nhà. Xong rồi có thêm mực nè. Đó, với lại heo quay là một tô là 35.000 nha. Dạ. Hôm nào cũng khách dí vậy hết trơn hả má? Hôm trước là mình có quay video cho cả nhà rồi, thì bán hai món bữa trước, thì hôm nay thứ sáu thì bán món bún mắm với bánh canh cua 35.000 một tô nha cả nhà ơi. Em đi về đi em. Một bịch bánh canh cua với một bịch bún mắm của bà. Không ăn giò đúng không? Bánh canh em đi đi. Bún kèo. 40 nha. Em nói ăn cái gì? Một bánh canh một bún mắm làm em nó chín đi. Nãy giờ mẹ bán tô bự nè. Đây ba bánh canh ăn gọn. Tiếp theo ông chủ ăn một cơm mà.
À, của em. Em ăn 30 hay 35 vậy? 35. 35 thì có thêm rồi. Có tiền à? Của em 80. Để cho con Thiên nó đi thôi, nó đem đồ nó tốn tiền luôn. Chị đem quá chị lại cũng nhận đi. Nó không tiền để nó đi luôn đi, nó đi không tiền tính tiền luôn. Hết luôn. Nó là có thêm cái phần chả nha cả nhà. Đó, cái chả cây á, cái sắc ra từng gọi là chả hơi sụn gân á cả nhà nha. Và thêm cái chả nữa. Là một tô bún mắm rồi thêm tôm. Rồi có mực nữa nha. Tôm, mực, chả, heo quay, rồi thêm cà và xong một cái tô 35.000. Quay cái dính mặt tôi vô anh mà anh ăn lâu lắm này hả? Ăn được 2 phút mà. Không, ý em nói là hả, ăn ở chỗ của má nè. À, ăn đây cũng được 10 năm rồi. 10 năm rồi. Có nào cũng ngon luôn hả? Cái nào cũng ngon vừa rẻ, đồ tươi không à. Đó, uy tín không nghe các bác uy tín. Dạ, cảm ơn. Anh ăn hoài á, không ăn tô anh thì làm cái này. Dạ, ông chủ đó hả? Dễ thương quá trời. Giờ là mới ra. Ba giờ mấy em chạy cũng mới ra là em tới á. Dạ. Mà thường là tổng khoảng giờ đó luôn nha. Có ai cho bạn không? Đậu kính xe luôn. Trộm vía trộm vía đậu kính xe rồi cả nhà ơi. Đó mình trả. Bye, bye.
105 nha ba. Tôm một chả. Một cái chả. Đây cái ớt đó. Một chả ớt. Bánh canh. Em phải. Mì gói lấy nước bánh canh ra uống mắm. Mắm. Ra tủ ra ra là tủ kem thôi. Ra tủ. Hai con tôm thịt chả ha. Mực chả. Thịt chả chứ đâu có bán mực. Hai một bịch một hộp à. Một hộp một bịch đấy nha. Xong chưa? Vậy bây giờ em báo cáo trước nè. Bên đường bên đó ba mẹ con 100.000, hai bún mắm một bánh canh thu tiền rồi nha. Nhanh quá. Của em là hai phần 73. Bún mắm 35. Một phần à? Để một phần thôi, em kia là một phần hộp gì đâu. À vậy là cho Diệp 38. Lấy nước của mắm à? Ờ. Lấy hộp á. Lấy hộp đi. Thôi để bỏ có hộp riêng cho em đi ha, về đổ anh chị ha. Ê. Chỗ má nuôi là ngay chỗ này là hẻm 245 của Trần Quý, quận 11 nè cả nhà. Ở đây là phường 6, quận 11. Hình như hôm qua Ngọc có nói là phường 16 là hơi lộn xíu. Rồi khoảng lúc mà 11 giờ là má nuôi sẽ bán đây mỗi ngày là hai món. Nếu mà cái chú xấu như thế này thì bán như miếng mắm với lại bánh canh cua. Một tô 35 đồng tiền nha cả nhà. Đó, điện hấp dẫn. Nói chung là rất là thơm, mùi điện lên là không hấp dẫn nè. Và nhiều anh chị ăn rất là lâu, 20 năm luôn cả nhà. Rồi, nếu mà cả nhà thấy là hôm nay video thú vị á, hoặc là thích ăn món này thì có thể ghé nha. Ở đây là hẻm 245 của đường Trần Quý cả nhà ơi. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Em một hộp bún mắm mang về, để không bịch đi cho em bịch đi. Cái em? Thì em một bịch bún mắm mang về. Em muốn ăn đây hả? Dạ, em mới ăn sáng lúc nãy nên giờ còn no, mang về. Quay em quay xong rồi đi. Dạ. Ủa chị Liễu 2 tô nè, bánh đường mấy tô hả? 3 tô. Ở dưới một tô bánh canh, 2 tô bún mắm nào 100 là ha. À hồi hôm qua họ còn thứ năm là bán gì vậy chị? Hôm qua bán thứ năm là à, lộn thứ tư chứ. Thứ tư là miếng gà bánh canh cua hoành thánh nuôi 2 tô 3 tô. Ê, miếng gà bánh canh cua hoành thánh nuôi nhiều vậy? 4 món. Rồi lúc trước chị có bán gỏi cuốn đó, có bán chè nữa, bây giờ làm món nổi. Dạ. Trời ơi, một ngày bán 4 món luôn à. Quá hay luôn. 3 tô. Mấy tô nha. Giờ là má nuôi ra đây bán nha cả nhà. 11 giờ tầm khoảng là 3 giờ chiều khoảng thôi, để tại vì bán mua mình phụ thuộc vào khách đó cả nhà ha.
màu. Mà có một cái là cái linh thì cái nước nó đẹp. Cái nước nó, cái linh nó rất là đẹp. Thế nên mình phải làm hai bên. Hai món. Rồi. Xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Ngày hôm nay mình trở lại với chị Diễm 7 ngày 7 món ở số 124B của Ngô Nhân Tịnh nha, phường 13 quận 5 nha cả nhà. Vào lúc buổi sáng là tầm khoảng cỡ chừng 6 giờ là chị sẽ có đồ ăn. Và ngày hôm nay là mình đang đi vào ngày bún mắm nha, thứ bảy bún mắm. Và cái lịch thứ bảy thì thường hay thay đổi bún mắm nè. Cả nhà thấy là cái tủ hấp dẫn không? Chị đang làm tô đầy đủ. Một tô là 50 ngàn hả chị? Dạ, tôi như vậy là đầy đủ là 50 ngàn. Đặc biệt là phần topping của chị thì lúc nào cũng được làm rất là lớn, chất lượng á nha. Một tô 50 nhưng mà cái phần topping bự, chất lượng miếng thì dày ha, tôm thì to, tươi ha. Rồi thêm có mực đồ này kia, nó đầy đủ là coi 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món. Lâu lắm rồi mới bán bún mắm lại đó chị. Dạ, đúng rồi, chính xác, lâu lắm rồi mới bán bún mắm lại. Thường là cái ngày hôm nay là cái ngày chị thay đổi đúng không? Đúng rồi. À. Khi bún măng vịt. Dạ. Khi bún mắm. Nhưng mà bún riêu thì thường không, bún mắm. Dạ. Bún mắm mới bán. À. Tại vì khách mà khách lại đây có kiếm bún riêu. Dạ, món ngon. Quá trời cái tủ luôn. Bên kia là chả. Dạ. Chả quế á chị. Dạ, heo quay. Ờ, quá chừng cái tủ. Rồi con mực hả chị. Ờ, rồi chả cá, tôm. Hai loại chả khác nhau, cái chả quế, cái chả. Hỏi là con này mang mua về. Dạ đúng rồi, mấy hộp về vậy đó. Bún mắm nó sôi lên nó thơm quá trời luôn. Ồ, thơm. Mà để ớt như vậy là nó đâu có bị cay đâu hay gì. Dạ. Thêm chả nào. Chả quế. Đây. Đây, có ổng này. Thêm chả quế. Bún cho cái anh đang bịt về đi. Bởi vì nhiều lúc mình cũng bán lâu rồi mà có thấy như mình. mà Tết là chị có nghỉ không? Tết tức dương lột mại mùng mấy của mình nghỉ chị? 27 là Diễm nghỉ rồi. À dạ. 27 là Diễm nghỉ, tới mùng 9 mới bán lại. Ở đây là 27 thì Diễm nghỉ, mùng 9 thì Diễm mới bán lại. Đó, đây là một tô bún mắm đầy đủ. Dạ. Đặc biệt là mọi thứ topping của chị thì đều cắt to hết. Thấy cái món nào của chị cũng chất lượng cái phần topping luôn á. Dạ. Bình thường đi anh. Dạ, gọi đi anh. Hai tô nữa. 100 ngàn. Nhân lấy 100 ngàn. Mà nhà con mình à, chủ nhật cứ chở nó đi. Chiều thì nào bắt đầu đi siêu thị. Vì lúc ở nhà mình bán mệt, mình đâu có nấu cơm đâu em. Dạ. Lúc mình bán mệt mình tại vì do chị Diễm là bán buổi sáng nha cả nhà, bán sáng là đồ ăn sáng rồi bán còn cơm trưa nữa. Nếu mà cả nhà có từng theo dõi Sài Gòn phố rồi thì biết là Ngọc đã từng quay cơm trưa cho cả nhà chỗ kiện Diễm, rất là ngon luôn ha. Mười mấy 20 món hả chị? Ừ, đúng rồi. Bún măng chưa quay phải không? Thứ bún măng chưa quay. Giang. À. Thứ hai hủ tiếu Nam Giang cũng ngon. Thứ hai là hủ tiếu Nam Giang. Rồi em chưa quay luôn. Ừ, đúng rồi. Dạ. Ủa nếu mà ngày thứ hai với ngày thứ bảy này là chị hay đổi luôn phiên món. Thứ hai ngày bữa tuần rồi là bánh mì vịt tiềm, còn hôm qua là tuần rồi vịt tiềm, thứ hai tuần này là hủ tiếu Nam Giang. Dạ. Có thứ ba với thứ tư á là chính xác, thứ sáu là chính xác. Dạ. Ừ, còn mấy ngày này là nói chung là chị đổi tùm lum hết trơn, cho thay đổi cho khách thôi. Vậy là có thể là một tuần là chị cũng có thể nấu lên tới bao nhiêu món, là 7, 8, 9, 10 món luôn, tại vì đã thay đổi. Thay đổi thôi. À. Tại vì giống như tại vì tuần này cái lâu quá, 3 tuần mình không có bán Nam Giang, tuần này mình bán Nam Giang. Bún mắm là mình chỉ có một cái sợi này thôi. Có nhỏ nữa. Dạ.
cho em một chỗ bún nhỏ với lộn một tô bún nhỏ đi vậy. Dạ, nhưng mà kiểu ít bún thôi chị. Chị, cái nước mắm đó là cá sặc với lại cá linh đó không? Đúng rồi, cá sặc với cá linh đó. Em còn nhớ. Tại không biết nấu nhưng mà em nghe chị nói em còn nhớ. Cá sặc với cá linh thôi. Tại vì những lúc em biết sao không? Cá sặc nó thơm, nó không có đẹp màu bằng cá linh. Không có sao mà nói vậy. Còn cá linh thì nó đẹp màu. Nhưng mà có một cái là cá linh thì cái nước nó đẹp. Cái nước của nó, cá linh nó rất là đẹp. Cái nên mình phải làm hai bên, hai món. Rồi. Hai tô luôn, hai đợi em một chút xíu. Cho chính xác nhận ơi. Cho anh chị đi Nhân ơi. Mới vô nhà cho anh chị luôn. Tại vì á hả, khách sạn đó là cái nước nó lợn hơn. Dạ. Đó vậy mới đây những nấu nguyên nước nguyên xiên cho cá, không có khách sạn, có linh. Rồi, nói chung hai tô đủ thứ đi. Một tô như vậy là đã 10.000 cả nhà, đầy đủ 6 loại topping. À có thêm cái chả ớt nữa là có thể là 7 đúng không cả nhà. Nè nè tôm nè ha, mực nè, rồi cái chả quế nè. 1 2 3 4 5. Đó, 5 loại. Rồi còn heo quay nữa, 6 đó cả nhà. Đó là 6 món nha. Rồi. Chả thì miếng nào miếng nấy, chị cắt rất là lớn. Cả nhà thấy không? To. Thơm quá. Tại vì đứng dưới cái chiều gió, cái gió nó thơm ghê. Tại vì có khi cái mùi lạc, nhưng mà giờ đó thì nó hơi vừa vừa ăn. Có khi cái mùi lạc lạc vậy đó. Nhưng mà một cái nồi như vậy là chị có nấu nhiều ký không? 9 kg. 9 kg hả chị? Lúc trước chị nấu đầy 10 kg là 9 kg à. Dạ. Vậy là nhiều quá chị ha. 9 kg nó mới nổi cái xô đó, cái xô nó đầy đó. Dạ. Ừ. Cái xô đó nó thơm. Ừ. Xô bệnh á. Ừ. Cái nồi với cái xô. Dạ, cái nồi cái xô là 9 kg cốt. Ừ, cái mắm pha ra. Chả Huế này có phải là gân không chị? Đúng rồi, chả Huế, không phải chả gân. Không phải chả gân. Tại vì em thấy nó có chấm chấm thì em tưởng là có gân. Có cái nó giao với cục chả gân này em có. Dạ. À. Có cái cục chả gân á. Ừ. Sáng luôn á. À. Tại vì nó bỏ cho cũng có lộn lộn vậy hả chị? Lộn xộn. Nó bỏ cho mình chả gân thêm cho đủ. Cắt miếng chả to quá hết chị. Em ăn được không? Cái món em ăn được không? Không chị. Hỏi lấy hẹ. Không tiền đó chị. Hỏi lấy không chị? Dạ, thử thử luôn ha. Hỏi lấy hẹ chị Vui ơi. Cho anh hỏi lấy hẹ. Năm 10 hẹp. Dạ đúng rồi chị. Nay sao đi không mua về hả gái yêu? Đi chơi hết rồi. Đi chơi hết rồi hả? Chắc là buồn hay mua về. Đúng rồi, bốn mệt. Ui, qua kia mát dữ vậy luôn. Anh nói gì? À, không lấy gì. Đầy đủ. Rồi, không thôi. À, chả gốc phải không? Đây, chả gốc đây. Chả gì chị? Chả gốc á. Nè, là cái này nè. Sao gọi là... À, chả gốc á, chả gốc chả. Năm này là người thì kêu chả bìa, người kêu mình thì kêu chả gốc. Nó kêu là con. Đúng rồi, để cho nó dây dai. Đúng rồi, đúng rồi. Ảnh này kêu chả bìa, còn mình thì kêu chả gốc. Vậy đó, người kêu chả bìa, người kêu chả gốc. Có anh ăn chị nè. Chả gốc. Không lấy còn gai luôn. Không lấy còn gai luôn đó bạn. Nhưng mấy bún mắm khác đâu có cái chả này đâu. Đúng rồi. Có cái chả lụa. Nên như là đúng rồi chả lụa chứ không có để chả Huế như này. Dạ đúng rồi. Chả Huế thì nó thơm hơn. Dạ. Ăn nó ngon hơn, dai hơn. Tại vì mình ăn rồi nên mình biết cả nhà, mới vừa thưởng thức xong luôn mới ra quay nữa cho cả nhà nè. Hoặc là có chị chỉ có một cái loại chả thôi. Của chị là có hai cái loại chả, vừa cá vừa lụa luôn, bỏ vừa Huế luôn. Thì Diễm nhớ hết tên nữa ta. Nhớ chứ. Khách quen mà nhớ hết tên. Thử thử ha anh mình.
không lấy mực với tôm thôi. Không lấy mực với tôm thôi. Dạ, mấy con bóng mấy tôm không? Ăn gì là mình sẽ dặn cái đó để cho chị Diễm làm cho đúng cả nhà ha. Đó, giống như anh này chỉ ăn mực với tôm thôi thì sẽ nhiều mực với tôm. Còn sẽ không lấy những cái thứ khác để cho cái tô cân bằng vẫn là 50 ngàn. Cái tôm không rẻ hả? Ăn siêu tôm luôn hả? Này hả? Gái ơi. Ủa không ăn mấy hỏi chị. Có mì gói nữa hả chị? Ờ, có thể là ăn bún sợi nhỏ, sợi lớn và mì gói kèm cũng được nha. Chị Diễm cũng có 3 loại luôn á cả nhà. Dạ. Ăn bún thì thêm mì gói cũng vẫn được. Còn là loại mực này là mực ống. Cái này nè. Dạ. Dạ, à, chị cắt ra hết rồi ha. Cắt xong cái bọn này để chị không chịu xào cho mình ăn cơm. Năm mai nó có nghỉ học á. À vậy hả? Dạ. Xào cho em bé ăn cơm. Chị có nhiều cái mình lấy củ hành đó em. Xào cho tới cho nó xào củ hành tây chứ không cần cái đó là nó ăn được cơm rồi. Là của thằng Vũ Hồng ăn ở đây nè nha chị Lệ ơi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Dạ. Bún với mì gói. Dạ cho anh tô bún mì gói luôn. Rồi này có 40 thanh. Cứ để lại thêm một kiếp ớt. Nó xác suất là hình như lần nào mình ngồi xuống bàn á, chỗ chị Diễm nó cũng rất là sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ là gọn gàng cả nhà. Rồi thứ cái muỗng nữa. Ngày hôm nay thì là một cái ngày mà gọi là cuối tuần và gần lễ, cho nên là lượng khách chắc một hồi. Nói chung là hồi á, càng về
gần gần cái giờ thức á, không như là mọi người đang ngủ nướng á cả nhà ha. Cái giờ thức là khoảng từ 8 giờ. Thì thường ngày giờ này là chị hiểm rất rất là đông. Rồi bỏ túi vô. Hôm nay là bún thứ bảy. Thứ bảy thì sẽ là thay đổi món, thường thì có thể là bún nguyên. Hôm nay nhưng mà chị nấu món này, cái chị nấu lại cái món là gọi là bún mắm nha cả nhà. Rồi, hấp thử đi. Cho chị Diễm Thiên Ngọc ăn hết, hầu như hết món. Chỉ còn duy nhất là món thứ hai là món hủ tiếu Nam Vang là mình chưa ăn thôi. Hầu chị Diễm lúc nào cũng nêm. Tại vì á, khi mà hấp vào không có bị bất ngờ nữa. Tại vì cho chị Diễm nêm món nào cũng rất là đậm đà luôn cả nhà. Đậm đà theo đúng cái phong cách của Ngọc. Nên là mình biết được ngay khi nhìn thấy. Rồi thấy không, một tô thấy không. Đặc biệt là chị bán 50.000. Nhưng mà do là những cái cục, những cái đồ ăn của chị á, lúc nào thì cũng khá là lớn nha. Một miếng chả, một miếng này miếng kia rất là bự to luôn cả nhà. Rồi, cái đây là phần chả quê. Chả quế. Thôi chị Diễm quên làm món mê rồi nhờ ơi. Nhưng mà dù có quên, nhưng mà thấy Ngọc chấm với mắm bình thường á, nước mắm á, cũng khá là ngon. Không chấm cũng được, tại vì gia vị cái này đậm đà rồi. Mắm chín. Dạ. Dạ không, em không có mắm mê ăn thôi. Có cứ hộp. Ủa, nãy á, mình gọi cái tô bún nhỏ á. Đáng lẽ là cái tô này của mình đó cả nhà, cái tô bún nhỏ nè. Nhưng mà Ngọc quên rồi, Ngọc để lại cho anh quay phim rồi, ăn cái sợ bún bự. Ủa, cái chả này ăn ngon, chắc. Hay là chả, thôi mình ăn cái chả cá rồi đi. Chả cá. Chả cá. Ừ, hình như chị Diễm có kết hợp cái chả cá này với một cái món gì nữa. Tiền gì? Đặc biệt là hai lần mình ăn thì đều rất chắc và không bị gắt dầu nè. Chắc thơm, khử thêm một nước chả thì rất là thơm. Gia vị vậy như nước dùng á, nước lèo á thì thơm nha, thơm nha ngọt bà. Giống như kiểu đậm đà nhưng mà không có bị gọi là nồng nha cả nhà. Đậm nhưng ngon, đậm đà hương vị dạng như hơi hậu ngọt và ngon nha. Thơm, cái mùi nó không có bị hậu nồng lên mà làm mình khó chịu. Tại chị kiểu làm cái cốt mắm vừa phải ha, làm ở nước như thế này. Rồi, một miếng cà đi ha, thay chị bỏ cà vô. Đặc biệt là trong cái phần bún mắm thì lại có thêm một trái ớt nữa. Nhìn thấy nó rất là hay ha cả nhà. Hôm qua hồi nãy cũng ăn rồi. Heo quay cũng chắc. Heo quay thì kiểu ướp vừa vừa để bỏ bún mắm nó ngon hơn. Cắn vào là thấy tôm chui. Và thêm trong một nữa. Đó, nhiều topping mà 6-7 món trong một cái tô này. Thì cái tô 50.000 là quá rẻ cả nhà. Mà đặc biệt đó à, tô 50.000 như vậy nhưng mà vẫn đảm bảo được mấy món này ha. Rất là tươi. Ăn cầm rau sụp sụp đi. Anh là nhớ nhờ. Nếu mà muốn ăn bún mắm thì thôi trước hết là cả nhà nhớ gọi điện thoại cho chị đi. Gọi điện thoại cho chị Diễm để check cái ngày thứ bảy chị có bán lại bún mắm hay không. Tại vì do là thứ bảy thường ngày thay đổi cái menu á. Những ngày còn lại á thì chị sẽ bán là mỗi ngày mỗi món nha. Rồi, thêm xin phép là menu Ngọc sẽ để những phần mô tả cho cả nhà cùng theo dõi. Và nhớ là bún mắm muốn quay lại cả nhà gọi số điện thoại của chị Diễm là 0917568815 nha. Rồi, check thử coi cái menu như thế nào để mình đến ăn đúng bữa và đúng món hơn nha cả nhà.